妈，帮我拿一下我的遥控车。耶！啊？不用，现在不要玩了。不要玩。太吵了，太吵了。我要，我要借我一下。在这里吗？在后面。在哪后面？你的后面。对对，现在要玩太吵了。现在因为我开直播了。啊，不是我，喂，那是妹妹的。为什么妹妹？我的蓝色的。啊，她跑了，你看。不要大声了。给我一圈。我还拿呢。哥哥，你要过来干嘛？我拿给你就好了。没有，不用过来。那，不用开哦，太吵哦。那，给你。哎呀！帮我收这个，哥哥。脚收短一点，我就把鞋子脱掉一下。xin chào, xin chào đại gia đình nhà mình nha. Cái này. Hả? Sâu hào mấy hả? Cỡ hào. Cho phong phòng đi. Ủa, đi chào. Xoay cơ. Và chào sợi cơ. Chào sợi cơ. Hả, ta chào hào. Chào sợi cơ. Hả, đi quay mặt.还没不行，哥哥可以。哥哥已经超过18岁了。哎，拉胶空流，胶没有摇均匀。哎，胶没有搅均匀。今天不能用书了耶。哎，去哪里玩？去云林，去找儿子。这里，儿子在这里。儿子，公仔脸光哈。好帅，帅哥。嗯，儿子在这里。mắc cỡ, ông anh chạy xe, khanh lái xe về trước rồi. Nãy đi 2 chiếc, ông anh lái 1 chiếc rồi. Đây là thằng thứ 2 của Vân. Chị nói lại, em nghe không rõ. Mà mình vừa mới học khai à? Mới học khai mình, sao mới nói mà sao? Giao mới học giáo ban chuyên nhuyễn.hoặc là giao mấy ẩu giáo chuyên nhuyễn. Giao mấy ẩu giáo chuyên nhuyễn. Hả? Muốn sang sang chinh mắc cỡ. Đâu nơi nó không chịu lên máy. Nên nó mắc cỡ. Mắc cỡ. Ngày mai tối mai là em nó đi đi chơi cái gì. Đi đi lưu yên. Tiếng Việt nói sao ta? Kiểu như là đi ra ngoài cắm trại á, đi với trường, đi cả tuần lận. Cho nên tối nay gặp, ngày mai gặp tới buổi chiều là em nó đi chơi rồi. Mama thấy em mắt hình cao xinh đẹp. Con đừng lắc cái đó, ồn lắm mẹ đang nói chuyện. Con đừng lắc nha, ồn lắm. Hảo, xin chào đại gia đình nhà mình. Tắt đèn không thấy gì hết, đừng tắt đèn, mẹ đang cần đèn. Ồn nghe đi, không có giỡn chơi được nha. Không có giỡn được. Hey, mến chào đại gia đình nhà mình nha. Đây nè, mắc cỡ nè. Anh mắc cỡ đây nè. Giờ mắc cỡ lắm. Mắc cỡ rồi thôi. Khỏi mắc cỡ rồi thôi. Con trai đẹp trai quá vậy. Hello, anh Hằng nè. Xin cảm ơn cô chú. Xin chào đại gia đình nhà mình. Đang ngồi trên xe nó hơi ồn, lát nữa về tới nơi là nó đỡ ồn. Tối nay gia đình mình ngủ khách sạn, cho nên về tới nơi nó sẽ đỡ ồn. Cô có cho con học song ngữ không? Hai bé lớn không có học, hai bé nhỏ có. Hai bé lớn hồi đó học mà không có ở chung với mẹ, cho nên cuối cùng thì các em chọn lựa không học.
哎，爸爸好像走错路了吗？对。走对吗？对啊。走对啊。哦，我认为错路了。看不出来。好。em năm nay học toàn là tiếng Trung không à, có song ngữ tiếng Việt nữa nhưng mà em không có kiểu như không có báo danh học á, cho nên em chỉ có học tiếng Trung không thôi. Và hiện tại đang học lớp 11 rồi sang năm vào lớp 12. Xin chào đại gia đình nhà mình nha. Xin mến chào đại gia đình nhà mình. Hey, ngồi bên này nó sáng hơn nè. Tua ngồi đàng hoàng để té nè. Ngồi đàng hoàng. Tua nó có hơi phanh, hơi tệ tàu không? Nên làm cái màu sao mà nó xanh xanh, đỏ đỏ vàng vàng. Nó xanh xanh, đỏ đỏ vàng vàng. Thôi đừng có đụng mẹ. Cái tay của mẹ lắc tới lắc lui. Gia đình mình ăn tối chưa? Gia đình mình ăn tối chưa? Ni hao, ta cha hao. Ni hao. Vân đang ở Vân Lâm. Cơ. Con trai bằng tuổi con bằng tuổi con cô nè. Hi hi, sinh lớp 4 con trai. Ê, nó sinh năm 19 bao nhiêu ta? Ê, 2000 mấy chứ 19 gì nữa. 2005. Sinh năm 2005. Bé đây nè. Ê, 2005, còn anh cả thì 2004 qua 2006 rồi. 2005 là bé lớn, còn 2006 là bé này. Y luận, y luận, nếu mà nói ta y luận là lớn 12 con giáp. Nếu mà người đó lớn hơn mình 12 con giáp thì gọi là ta y luận. Ni hao, xin chào. Con cầm trên tay cho nó hơi lắc. Thiếu là gì vậy? Thiếu có thiếu gì? Thiếu có nhiều cái thiếu lắm. Do thiếu hào. Thiếu hào là chỉnh cho đàng hoàng, điều chỉnh cho đàng hoàng. Y thiếu là một cái sợi gì đó dài dài. Ê, nó nhiều thiếu lắm. Coi em nói thiếu nào nha. Có một chữ chưa biết em muốn nói là thiếu nào. Nó nhiều chữ thiếu lắm. Xiao trang, thì bây giờ tại thay xiao trang có nghĩa là bạn đừng có quá phô trương, đừng quá cả trớn đó. Nhi ta trốn vẫn hình đi hay hoa chẳng của gì. Ủa trái Thái Quan à. Ủa trái Thái Quan 20 niên là. Tôi ngồi đàng hoàng có. Đây nè, cái đường tối, cái đường dưới quê nó tối. Tại vì khúc này là dưới quê mà tối bà con ngủ hết rồi. Đường rất là tối luôn. Sao trăng với hoa trăng. Ê, tha thay sao trăng là có nghĩa là nó hơi cà chớn, nó hơi ấy đó. Còn khoa trăng là theo nghĩa khoa trương khoác lác, kiểu như khoa trương khoa thái quá đó. Ê, khoa trương thái quá gọi là khoa trăng. Khoa trăng mà người tiếng Phúc Kiến họ hay nói hoa trăng, hoa trăng. 我知道你的公公是台湾人. Hey, 你好. Chị đi thăm hai đứa nhỏ. Đây, bé thứ hai đây. Còn anh cả thì đi về trước rồi. Chú chú ai yêu khai đi xa. Khai xa nì á. Ê, ta cha hả? Ta cha hả? Nó không có quen. Không có quen như cái này. Cái này là do mẹ làm thôi chứ em không có quen. Em mắc cỡ lắm. Mà ít nói. Ông này ông ít nói dữ lắm. Trời đã coi hồi nhỏ đã ít nói rồi. Mà hồi đó Vân ở với ông ấy, thì ông còn chịu nói. Bây giờ kiểu như Vân đi làm chứ sao nè. Vân về đi ra khỏi nhà thì không có ai nói với em á, với lại em ở nhà cũng hay bị ăn hiếp á, cho nên giờ lớn nên cứ chậm tìm im im vậy đó. Còn ông anh thì được hơn, ông anh thì hả, tại lúc nhỏ bà nội thương hơn và nói được nhiều hơn. Bình thường cũng nói nhưng mà phải gặp bạn á mới nói. Em học tiếng Phúc Kiến quá mà khó học, học từ từ là vô ạ. Học từ từ là vô. Bị chê thì gọi là bị xiển. 我做什么你都嫌, tôi làm gì bạn cũng chê hết á. Đi đâu à? Đi Vân Lâm, chị đi đang ở Vân Lâm về thăm hai đứa con của chị. Chị đang ở Vân Lâm. Chị đi về Vân Lâm thăm hai đứa nhỏ. Hai đứa lớn, hai đứa con cả. Giờ tới nhà của em rồi nè, cho em đi xuống xe em về. Em về ngủ, còn Vân thì về phòng khách sạn, lát nữa Vân còn phải chạy xe lên tuốt trên Hữu Huệ trển á. Phòng khách sạn mướn trên đó. Giờ để cho nó về nhà nó ngủ. Bị nhiệt miệng gọi là 嘴破. 嘴破.
Trời phô là nhật miệng. Phải không? Mời ông chủ ngồi. Ăn cơm chưa? Đi chạp ba bồi. Chạp bừng bồi. Cái từ chạp ba bồi là ăn no chưa? Chạp bừng bồi là ăn cơm chưa? Ừ, hảo. Nhỏ thôi cua. Con nói nhỏ thôi nha. Hảo. Rồi, còn gì nữa? Thời gian cỡ đó rồi, kiểu như là thời gian đã tới rồi đó. Thời gian đã tới rồi, họ sẽ nói là cai hồi trà là đến giờ rồi. Thời gian nó sắp xỉ rồi. Gần như cái thời gian mà gần như cái giống như 5 giờ mình đi ra về đi. 5 giờ mình tăng ca đi ra làm đi. Thì gần 5 giờ rồi, ông sẽ nói là có nghĩa là thời gian đã tới rồi đó, sắp xỉ cỡ đó rồi đó, chuẩn bị xuống ca rồi. Hoặc là sắp tới giờ vô làm, người ta sẽ nói thời gian sắp xỉ rồi, cỡ đó rồi, chuẩn bị lên bắt đầu vô làm rồi ha. Sau bộ tô là sắp xỉ, tương đương. Hảo, cứ học đi tiếng Phúc Kiến, chữ nào khó mình học, cứ khó học là ra hết nha. Nổi hạch thường là chạng sao mà lim ba xiên chạng xu lại là. Ví dụ hạch cổ nè, bố chữ là lim ba xiên chạng xu lại. Lim ba xiên là ba cái hạch rồi đó, nó sẽ nổi lên. Hảo, mình chào đại gia đình nhà mình nha. 为什么出不来吗？什么手机打不开？不用打开，你一直小声一点呢，你一直讲。你不要去讲嘛。哦，我能给给酒，真的太慢。嗯，来了。哦，现在被扣点了，被注故意讲。人家讲了还故意，那就不要讲。 Vân đi chơi hả? Vân đi xuống thăm hai đứa lớn. Hai đứa lớn ở Vân Lâm á. Ở như hai đứa nó ở như nhà ba nó với bà nội nó dưới này nè. Vân xuống Vân thăm hai đứa. Tại cũng lâu rồi, mấy tháng. Từ cái lúc lần trước Vân đi tới bây giờ đã mấy tháng rồi. Chưa đi, bây giờ Vân mới đi lại. Giờ chở con đi ăn uống, hồi nãy là chở các con đi ăn cơm. Chở đi xua ăn cơm. Lúc chiều là Vân đã tới. Khoảng chừng chở con đi ăn uống, hồi nãy là chở các con đi ăn cơm. Chở đi xua ăn cơm lúc chiều là Vân đã tới. Khoảng chừng 3 giờ Vân đã tới đây rồi. Hồi trưa là lúc ở nhà là 12 giờ xuất phát. Đi xuống Vân Lâm thì ngồi lái xe khoảng chừng 3 tiếng mới tới. Thì đi xuống tới đây rồi. Bây giờ hỏi con nó ở đâu. Một đứa thì đang ở trong trường, trong lớp để chuẩn bị đồ để đi cắm trại. Còn một đứa thì đi sửa xe. Cái Vân nói là giờ mẹ tới rồi. Thì nó nói là mẹ tới đâu rồi, con đang ở chỗ này. Thì Vân mới chạy qua. Chạy qua thì đợi con nó đi học về 4 giờ rưỡi. Bắt đầu về chở lên nhà của má chồng Vân ngồi một hồi. Nói chuyện với má chồng một hồi. Sau đó Vân nói chở hai đứa nhỏ đi ăn cơm. Thì lúc nãy vừa đi ăn xong giờ về rồi nè. Nãy đi chở từ cái chỗ nhà mà trước chồng trước của Vân ở á, lên cái chỗ ăn cơm khoảng chừng mười mấy 20 phút á. Chạy lên đó ăn thì mới có. Trên đó nó giống như một cái khu thành phố vậy á. Nó mới có chỗ ăn. Hảo, tiền thưởng Tết, cái đó là quà niên giảng chín. Quà niên giảng chín, tiền thưởng Tết á. Quà niên giảng chín. Tông qua cái mama khăn nè, bà ba thật số chi? Ba số chi nào? Nhớ, mama số chi đây rồi. À, nè tôi mới có wifi. Kẻ thù là kêu bằng gì à? Chấu rẩn. Chấu rẩn. Chỗ rệnh là kẻ thù nha. Hảo, chỉ có 4 bé, tất cả 4 bé. Người ta chạy chửi mình bãi mù. Bãi là màu trắng. Người ta hay nói phí phu học bãi. Da trắng quá phải không? Bãi là màu trắng. Mù là con mắt. Bãi mù là con mắt chỉ có lòng trắng không có lòng đen đó. Ê, ý là nói thông thường Việt Nam mình hay nói không có mắt à? Không thấy nhìn à? Không biết nhìn à? Nói theo nghĩa đó đó. Nhỏ thế cơ. Rồi gia phẩm là gì cô? Em nghe nói hoài mà không hiểu, mà con không hiểu. Gia phẩm là gì em ơi? Gia phẩm. 你们有听过 gia phẩm gia bình 吗? Gia phẩm. Gia phẩm là gì? Gia phẩm.
da biển, da biển, da biển ở đây là đè dẹp lép xuống, da biển là đè bằng nó xuống, phải cái từ này không? Nó cơ phân nó bên cho hào lỡ văn hồn nó sổ chi mà. Chơ bù yào liu tao bà ba chơ, chơ tặng nó bên, chơ liu tao chơ tặng hẳn nguy hiểm. Chơ lỡ bà lỡ sổ chi tặng.你那边手机用不了了。妈，我手机坏了。对啊，帮我拿一下，爸爸，帮我拿一下，爸爸等。我手机坏了。羊腰过来，音架，音架，嗯，羊腰。妈，我手机坏了，怎么办？坏了就坏了。啊，那怎么办？没办法玩了，为什么会坏？不知道，一直打不开。开机了吗？我一直按了都没开。为什么？不开呢，打不开我怎么删？呀，还带hai đứa con nó giỡn, cái nó đè nhau, cái nó nói, ờ, của bá này da phỉn, hoặc của bá này da biển, tôi đè dẹp lép luôn, tôi đè bạn dẹp lép luôn, nói vậy đó, ờ, ờ, cái gì? Ý chí tu rừng, xào rừng chư phu tu chuyên dự. Thường cái câu mà suy bụng ta ra bụng người, người ta sẽ dùng cái câu là xào rừng chư phu tu chuyên dự chư phu. Xào rừng chư xin tu chuyên dự chư phu. Suy bụng ta ra bụng người. Về việc à chị? Đâu có về việc đâu em đi. Bà ba hãy chỉ tớ luôn mà. Lão công. Chỉ tớ hả? Đâu có về Việt Nam đâu. Chị đi xuống với tính ra là nó giữa. Nó ở giữa Đài Trung và nó giữa Đài Nam á. Gọi một nơi gọi là Vân Lâm. Một cái khu trồng cải rất là nhiều. Bút khó gì? Nì chứ chỉ cho dồ là để bà ba tờ nì nè. Bút xin. Bút xin cho sơ bút xin. Bút xin cho sơ. Bút khó gì? Mấy nhau? Chơi cái sửa hồi thiên khô mù sàn. Hả? Ờ. Ý xào rắn chứ xin tu chuyên tử chứ phụ là suy bụng ta ra một người. Nèo xoan là bệnh gút. Ý thấu dở. Bệnh gút có hai cách nói. Một là thông phong hay là nèo xoan. Thông phong và nèo xoan. Thấu dở. Ê. Đè dẹp đép luôn, nó kêu đè dẹp đép của bà đi da phiền, của bà đi da phiền. Có nghĩa là tôi đè bạn dẹp đép luôn. Nì giao hơ cho hơ. Không hơ. Hơ là tận xa suy bút chào lờ. Hả? Giao bù giao. Hả? Nì chú hào mà. Bim bim. Bim bim là gì? Bim bim nè, em biết phiên âm chị có không biết là bim bim em nói là gì? Bim bim là tiếng còi à? Hả? Soi mói suy xét người ta. Hình ảnh rất thiếu thị bia rừng, thiếu bia rừng nó mỏ bình hoặc là thiếu thị bia rừng thường hay nơi soi mói người khác. Oh my god, chứ hẳn luôn. Gói bim bim bên này có không? Cái gói bim bim giống như là cái gì? Nó giống như là dạng duy phiền vậy đó hả? Ở bên trong là mấy cái miếng khoai lang tay chiên phải không? Bên này gọi là dạng duy phiền. Dạng duy phiền, ba cái miếng khoai lang tay chiên đó. Muốn mua nước ngọt mà nóng thì nói sao? Muốn mua nước ngọt mà nóng. Nước ngọt là mình có nước ngọt nóng em. Hả? Nước ngọt nào nóng? Mua nước uống ba cái nước trái cây đồ nóng thì có. Ở ngoài cái tiệm mà người ta làm sẵn giá lắc tay luôn á thì có. Chứ còn mà đi vô trong cái mua nước ngọt nóng ít lắm mà nha. Toàn là nước trong bỏ tủ lạnh không à, đâu có nóng đâu. Nếu mà uống ba cái nước trái cây mà nóng của do hơ rơ tờ. Rơ in. Rơ in. Có nghĩa là những cái nước mà người ta pha mà nước chanh, nước đồ, nước cam, nước đồ nóng thì có. Cái này có. Rơ yên. Phải nói cái tên em muốn uống nước gì. Ví dụ niệm mộng rơ yên. Qua giao hơn niệm mộng rơ tờ. Thì người ta lấy cho mình ha. Chợ đêm gọi là dê sư. Dạ xí à. Tiếng Thái Uy gọi là dạ xí à. Xin chào đại gia đình nhà mình nha. Hôm nay không viết được tại vì Vân đang ở Vân Lâm. Duyến liện. Có mà chị. Bà ba, xe lá vần nhỏ mấy hồ mai nó cơ. Ín leo rơ tờ. Rơ khờ khờ. Rơ khờ khờ, hãy dòng mà, hãy dòng bế là rơ khờ mà. Có
两多。有没有那种水果那种？还是汽水？汽水没有加热吧？没有，做冰的。Ở trong 7-Eleven có bán nước, ba cái nước đồ, ví dụ như là Coca, không phải Coca, Coca đâu có nói đóng được. Cái gì? Sô-cô-la nóng có. Hoặc là ba cái nước gì mà lon á, có thể ấy nóng được. Hoặc là sữa. Sữa mà loại sữa tươi á, mà trong hộp giấy á, người ta có thể làm nóng cho mình được nha. Giống 7-Eleven có, đúng rồi. Nước cái gì? Khớ khờ có nè, khớ khờ là cái loại sô-cô-la đó. Hoặc là em muốn sữa mà cái hộp giấy á, kêu người ta quẩy pô là người ta sẽ đi hâm nóng cho mình, người ta bỏ vô lò vi sóng, người ta hâm nóng cho mình. Mấy cái đó được, băng hồ quẩy pô là giúp tôi hâm nóng lại đó ha. Cái này thì được. Dây bị dối vào nhau, cái dây bị rối vào nhau gọi là sánh zi tà chế lơ. Sánh zi tà chế lơ. Số lẹm chô huê à. Dạ đúng. Đúng rồi, được rồi. Chị đang ở Đài Loan chứ không phải Trung Quốc em ơi. Chị ở Đài Loan. Hả? Chuyển khoai nì lờ. Chuyển khao nì lời hả? Chuyển khao nì lờ có nghĩa là hoàn toàn dựa vào bạn hết đó. Nhưng ví dụ như là công việc đó, một cái việc gì đó, họ nghĩ rằng chỉ có thể em làm được, cho nên hoàn toàn dựa hết vào em. Chuyển khao nì lờ. Hoặc là trong nhà chỉ có dựa vào một người đi làm để kiếm tiền lo hết cả gia đình. Ví dụ như là mình dựa vào chồng mình đi làm nuôi cả gia đình. Của chuyển khâu của cha lão công cho anh chén giống của mình tự. Chuyển khâu này là có nghĩa là dựa vào một người vào đó. Việc nè hoặc một cái gì đó đều dựa vào người đó làm. Gọi là chuyển khâu này là hoàn toàn dựa vào bạn hết đó. Chị học tiếng Trung như thế nào? Hồi đó chị cũng học ở bên này thì nói chung trong thực tế á, thì bình thường là phải học tiếng Trung, nói tiếng Trung mỗi ngày. Mới lần đầu qua Đài Loan đâu có biết nói đâu, cho nên là trong cuộc sống có rất là nhiều điều không có biết, cho nên là mình bị thành ra có nhiều cái hay nó bị xảy ra trong cuộc sống của mình. Vì thế phải nỗ lực để học tiếng Trung để biết tiếng. Thì trong quá trình này thì chị cũng học ở nhà bằng cách coi tivi nè. Tối đi làm về là 8 giờ đến 10 giờ. Lúc này Vân chưa ngủ là Vân phải đi coi tivi. Tại vì lúc này đa phần là ai ở dưới quê này ai cũng vậy hết. 8 giờ đến 10 giờ có phim hay để coi. Cho nên là Vân sẽ tranh thủ 2 tiếng đồng hồ để coi tivi xong rồi đi ngủ. Để sáng 5 giờ sáng dậy đi làm rồi. Ở đây làm rẫy dậy sớm lắm. Ở đây 5 giờ sáng, tại vì 6 giờ sáng là phải có mặt. Mà người ta nói mướn mình 6 giờ là mình khoảng chừng 5 giờ rưỡi hơn là mình bắt đầu chạy xe ra rẫy rồi. Để kịp làm, mình tới rẫy người ta phải trước 6 giờ chứ không được đúng 6 giờ mình mới tới. Tại mình ăn tính tiếng của người ta. Hoặc là mình làm của mình cũng vậy, cũng phải tới sớm hơn người ta. Tại vì mình phải cột dây, cột rổ rồi đó. Đấy, mấy cái thùng giấy nè, mình phải dán thùng giấy rồi đục lỗ rồi để chuẩn bị đựng cải rồi này kia. Nói chung mình đi làm công á thì mình sẽ đến trước 6 giờ. Còn mà mình làm chủ á, mình đến còn sớm hơn 6 giờ. Mình phải cỡ 5 giờ rưỡi để chuẩn bị đóng thùng, đóng đồ rồi. Để làm chi, hoặc là đôi khi đóng sẵn ở nhà rồi, để người ta tới cắt cải là mình kịp, mình ôm thùng, ôm cải vô trong cái giỏ mình để. Hai cái khu này trồng cải nhiều lắm. Các bạn nào mà muốn tìm việc á, xuống dưới cái khu này được. Mà hơi cực, mùa đông mùa ấy gì là làm mùa rẫy, nhưng mà ai làm được vui lắm, làm cải dưới đây vui lắm. Ở dưới này rất là nhiều vườn cải, đi kiếm công được cũng dễ nữa. Kiểu như là mới đầu hơi khó. Mà nếu mà có ai dưới đây càng tốt, có bạn dưới đây càng tốt, dẫn dắt mình càng tốt. Còn không á là mình phải có người đưa dắt mình xuống dưới đây. Rồi làm việc dưới đây cũng thấy ok lắm nha. Làm mà bạn giỏi làm rồi, người này truyền người kia truyền người nọ, giới thiệu cho bạn công việc làm cũng hay lắm á. Hả? Rồi gì nữa? Máy sấy tóc gọi là chơi. Chơi gì thầm á? Chơi thổ phá đâu, quăng chi là chơi phong chi. Chơi phong chi tự nhiên quên ngang vậy đó. Chơi phong chi máy sấy tóc. Chơi phong chi. Quần sáng hào. Quần sáng hào. Dây bị rối gọi là sẵn zi tà chế lơ. Sẵn zi tà chế lơ. Nì hào, quần sáng hào.
以小人之心度君子之腹。Để Vân viết ra cho. 以小人之心，以小人小大小的小哈，小人có nghĩa là tiểu nhân đó. 之心心度君子君基君君君子之父。四声腹，腹部的腹，这个好，gửi cho bạn đó. Tôi vẫn thế, 我嘛是同款tiếng Thái语，我嘛是同款tôi cũng vậy. Tôi vẫn thế này là sao? Tôi vẫn như vậy, tôi vẫn như ngày xưa hả? 我嘛同款hoặc là 我也一样，我跟以前一样，đều được hết. Nhi mai man suo, bạn từ từ nói, bạn nói từ từ thôi. Nhi chẳng man đi tiện, kêu mà bạn nói chậm thôi, bạn nói từ từ thôi. Nhi chẳng man đi tiện, đi con khắp bàn này. Nhi chẳng man đi tiện, đi con khắp bàn này. Hảo, tiếng Phúc Kiến nói là đi con khắp bàn này. Đi con siêu kinh qua theo bộ. Bạn nói nhanh quá tôi nghe không hiểu. Đi con khắp bàn này. Con siêu kinh qua theo bộ. Ni chẳng man ni tiện, ni chẳng thai khoai của thím bố tổ. Nói như vậy ha. Hảo, xin cảm ơn. Tôi đi phơi quần áo. Nói là 我去晒衣服. Ông chạy mà Vân muốn chóng mặt chứ không? Nó quay vòng 我去晒衣服. 我去晒衣服. 我去拿沙 là tiếng Phúc Kiến. 我去拿沙. Còn tôi đi sấy quần áo. 我去烘衣服. 我去烘衣服. Tại hôm qua có em là cô em bảo Vân là chị ơi nói chậm thôi em học với, chị nói nhanh quá em học không kịp, cho nên hôm nay Vân cố gắng phải nói chậm lại. Hảo, là gì nữa? Y luận nói về quản lý. Y luận, y luận là gì bà ba? 他说什么管理科，管理科的一轮，一轮是什么？你做一轮，做一轮，刚给了白兰，有没有叫做一轮？做一轮了，拉木羊，拉木羊，给了做一轮。经验啦，拿为经验，给了经验，经验。猫眼嘛，儿童拿为啦，曾拿来血脂肪太多。Xế chữ phẳng thay tua, máu nhiễm mỡ quá nhiều á. Từ đối dối vào nhau. Dối vào nhau là dối sao em? Dối vào nhau là sao? Dối vào nhau là dối như thế nào? Ê, anh ơi, gọi tiếng Trung là gì? Thông thường gọi là gọi anh yêu rồi, Việt Nam mình gọi có anh ơi, bên này đâu có ơi đâu. Ví dụ như kêu tên người ta hoặc là kêu cơ cơ. Cơ cơ, anh ơi, cơ cơ. Cơ cơ, kêu vậy được rồi. Tranh thủ gọi là chân xử. Chân xử. Chị đúng là người tốt. Chị dạy giúp đỡ mọi người học tiếng Trung. Cảm ơn. Chúc chị năm gia đình năm mới vui vẻ. Cảm ơn em nha. Xin cảm ơn. Sức khỏe bình an. Xin cảm ơn em rất nhiều. Mất mặt gọi là tiêu liền. Tiêu liền. Tiêu liền thường nói là xí khi bình trụ. Bộ bình trụ. Tiêu liền, mất mặt. Nói như thế ha. Tiêu liền. Nì răng của hình tiêu liền nè. Có nghĩa là bạn làm tôi mất mặt lắm luôn ha. Ha. Hảo. Bên này không có gọi anh ơi ha. Ví dụ kêu chồng ơi, lào con. Kêu anh trai của mình, cơ cơ. Hoặc là bạn kêu bạn trai của bạn, bạn cũng có thể kêu cơ cơ. Hoặc cộng tên với cơ cũng hay ha, cộng với tên ví dụ miếng cơ kêu như vậy. Rồi kêu gì ổng mềm sao trời. Hả, sảnh có nghĩa là gì chị? Sảnh này là sảnh gì? Nhiều sảnh lắm.
神明的神，藤坛的神意，神子的神，神子có nghĩa là sợi dây, 神 này là 神意，神嘛 lấy cái âm tương đương nhiều lắm, 神嘛 nói gì kêu gì, 什么时候 khi nào, 什么时候，你叫什么，你跟什么，bạn nói gì, 你叫什么có nghĩa là bạn gọi gì, 你跟什么có nghĩa là bạn nói gì, 你做什么có nghĩa là bạn làm gì。老公，你还记得路吗？我怎么觉得又是那个田里馆了？不会吗？是不是那个？开导航，你哥紧张了。到了才知道嘛。你哥紧张了，那上次真的都去田里馆了。好了。你在那边一直看。我来了。老样子。不知道哪一个。老样子，文体。老样子，ai hỏi bạn dạo này sao rồi, lão dạng tử có nghĩa là vẫn như ngày xưa vậy đó, vẫn thế như thế. Hảo, rồi gì nữa? Anh ấy thích, anh ấy nói sao? Anh ấy thích, anh ấy thích, anh ấy là hai anh thích nhau à? Bà ba, đi đâu? Cái gì? 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 你急什么啦？慢慢来，你很急呢，讲话很急都看得出来了，不要急，急这样不好。给哥哥用嘞，哥你不会用。我自己拿。等一下到田里馆了，你这就拿的有什么用哈？故意这么慢。轩呐，不要故意。好，nếu như muốn nói anh ấy thôi á thì tha xì khoan, ôi ông quay vòng vòng đúng không? Tha xì khoan, anh ấy thích, tha xì khoan. Từ ngày xem Vân học được rất nhiều, mình 23 năm nhưng tiếng rất dở. Không phải đâu, tại mình hồi trước mình đi làm á, cho nên là mình ít có học tiếng, mình ít có để ý tới tiếng, đi học đi làm về mệt rồi đi ngủ. Cứ mỗi ngày cứ làm như thế hoài thì nó ấy. Còn Vân thì Vân nhiều lúc không có đi làm coi con á, cho nên là Vân tranh thủ viết bài rồi này kia, sau này được vào trường Vân đi học bổ túc á, cho nên là sẽ cố gắng học rất là nhiều thì nó biết được nhiều thôi. Bây giờ chỉ cần cố gắng học là đo có được hết hả, không sao hết. Ơ niễn là 2 năm, ví dụ ơ niễn chỉ. Còn mà nói 2 năm thường người ta sẽ nói liền niễn ha. Nếu mà chỉ nói 2 năm không thôi thì người ta sẽ nói liền niễn. Còn mà người ta nói lớp 2 á thì người ta mới nói ơ niễn chỉ. Ơ niễn chỉ. Phân biệt cái từ nào? Những cái từ giao, giao. Sẵn giúp em với giao và giao. Thường nói của giao. Của giao là y ao giao. Nó đọc như cái chữ giờ ao giao vậy đó, không phải là eo. Giao, của giao. 我不要，我要là tôi muốn, tôi cần có cái gì đó. 我不要, tôi không cần, tôi không muốn cái gì đó. Nó vậy đó, đọc giao nha. Tôi chỉ biết nói một chút. 我只会讲一点点. 我只会讲一点 cũng được. 我刚才也要讲几句啊你啊. 我刚才也要讲几句啊你啊. 你vậy đó. Chị hôm nào làm về bài nói về quan hệ gia đình bằng tiếng Phúc Kiến. Quan hệ gia đình là sao? Cách gọi xưng hô trong gia đình bằng tiếng Phúc Kiến hả? Phải không? Phải không? Nói rõ chị biết nha. Chúc bà và ông năm mới dồi dào sức khỏe, bình an. Thường nói chú dễ dẻ nếu mà ông nội bà nội. Hoặc là mình nói tiếng Phúc Kiến luôn đi. Bên đài họ dùng a con ả ma. Mình dùng a con ả ma là dễ thông dụng nhất luôn. Cho dù là ông nội của mình hay là ông bà ở bên ngoài đều dùng được hết. Chú chờ xe cộng với chữ U thành từ xuống nha. Chú a con a ma xin nhẹn phú rũ tông hải quan sâu bị nạn sanh. Quý sao mà hồi chơi đi xin nả đi. À, tôi 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 tôi. Chờ sư. Tôi tôi, hồi sáng sư, hồi sáng sư. Chờ sư sư. Phải ngó với ổng, tối ổng không biết đường à. Đi khách sạn hồi bữa đi một lần đi chạy vô tới ruộng luôn. mà lúc đó có mở cái gì phải không? Có mở một cái tàu hãng đó cho nó giới thiệu, mà tàu hãng bên này kỳ lắm nha.
mà bạn mà đi theo tàu hạng nha, là bạn sẽ đi ra tới một đám ruộng nào luôn á. Tại vì tàu hạng nó thường chở bạn đi những cái con đường cũ nhất, những cái con đường mà phải nói là không có đường lớn đâu, đi toàn đường tắt không à. Cái hôm bữa cũng tối như thế này nè, đi tìm khách sạn, cái tự nhiên đi tới một cái khu gọi là trống khoáng, không có một người nào luôn. Trời ơi, nằm chơi vơi giữa ruộng. Vậy mà tàu hạng nói là ừ, cái khách sạn mà bạn muốn đến đã tới trước mắt rồi. Trời ơi, khách sạn đâu không thấy, mà thấy không có một bóng đèn Đài Loan, mà tiếng một nơi không có bóng đèn, chỉ có ngoài ruộng ngoài rẫy mới có thôi. Hết hồn, hai đứa con nó nói mẹ ơi, phong hỏa đâu mẹ, gì đâu mà thấy toàn là ruộng với rẫy không, nhà khách sạn đâu con không thấy đâu hết. Ông đi lạc đường mà ông cũng không biết nữa, phải lâu lâu phải ngó cho ông, chứ không thôi là ông lái. Tại vì dưới đây, đây là Vân Lâm, ông ở trên này Bắc, ở dưới đây ông không có rành cho lắm, với lại tối á, tối ông cũng nhìn không có rõ nên phải nhìn phụ. Lát nữa ông chở ra ruộng nữa giờ. À. Papa, papa, qua niên chú a con a ma hào hoa de, giảng chỉ chú lại. Bình bình an an, quan sự如意. Hey, 祝阿公阿妈平平安安，万事如意，身体健康。哎，老姐姐哈，还有年年有余，年年有余，năm nào cũng có dư。大吉大利，là đại cát đại lợi。还有吗？啊，团团圆圆，có nghĩa là đoàn viên。阿公阿妈khỏi cần phát tài，只cần需要身体健康就好了。阿公阿妈不用khỏi cần phát tài。Hả? Niên niên cao sinh mà bố dùng, à con áo mà giờ bố dùng cao sinh là chỉ yào số à con à ma chú niên sân thị健康平平安安没有年年不用阿公阿妈不用年年有余他已经余很多了他就余有余很多了他要身体健康平平安安là được rồi đúng không nè. Ông bà thì đâu có cần phải làm dư làm gì nữa, tại ông bà đã dành dư hết, bây giờ cần nhất là sức khỏe dồi dào và sức khỏe dồi dào và bình an thôi. Quan sự như ý, vạn sự như ý. Hảo sần chén là kiểu như là tiết kiệm tiền, gọi là sần chén. Trưởng thành bạn, trưởng thành trở thành bạn của nhau hả? Chẩn quỷ phẩn dụ, 我跟他成为朋友. Ê, 我跟他成为朋友, có nghĩa là tôi và anh ấy trở thành bạn với nhau. Này, 我和他 cũng được. 我和他成为朋友. Cơ xin hình xương, tính cách hung dữ đó. Này, cơ xin hình xương. Cái gì? 1000 kêu sao hả? 1000 khoai. Tôi và nó không hợp nhau. 我跟他不合. Này, cơ xin不合. Tính cách của tôi và anh ấy không hợp. 我跟他个性不合. Hảo. Cô Minh Tảng và Hán Cổ Dù là gì ạ? Cổ Minh Tảng à? Cổ Minh Tảng à? Đây kiểu như đảng, đảng quốc minh á, đảng quốc dân á. Trở thành bạn. Chẩn quệ phẩn dộ. Chỉ là gì ạ? Chỉ này chỉ gì em ơi? Chỉ hình chỉ là rất gấp. Quá hình chỉ, tôi rất gấp. Nè, giống như là mất tiểu rồi này kia, hình chỉ, quá hình chỉ, hoặc là có chuyện gì đó rất gấp, quá hình chỉ. Nè, quy mẫu, cơ xin quy mẫu, cơ xin quy mẫu. Ở đây là cái tính cách hơi khó khăn, hơi khó chịu. Nè, hơi khó chịu, một cái thích sạch sẽ, mà người kia không sạch sẽ là coi chừng đó. Cơ xin quy mẫu. Phân biệt, nãy chị sẽ phân biệt từ dao rồi. Vân rất dễ thương, xin cảm ơn ạ. Ni hao, em chào chị, em đã tới Vân Lâm rồi. Nãy dắt hai đứa nhỏ đi ăn cơm, em chở tụi nó về nhà ngủ rồi. Sáng mai gặp lại. Mà sao đợt nào xuống con nó cũng có việc hết. Ngày mai là nó chỉ ra thằng con thứ hai á, nó chỉ gặp được buổi trưa thôi. Buổi chiều là nó chuẩn bị hành lý để đi cắm trại ở trường một tuần lễ mới về. Trời, đúng ngay đúng lúc, lần nào xuống cũng đúng lúc. Nó nói mẹ không nói trước để ấy, mà đâu có biết được đâu, ông chồng ổng hứng cho mình đi lúc nào mình đi lúc đó. Tại vì ở với chồng mới thì mình nhiều lúc mình vì cái hạnh phúc rồi này, gia đình này kia, mình cũng phải coi mắt người ta, coi mặt người ta. Thế ổng hứng lên cái ổng cho mình đi thì mình đi thôi, chứ cũng không biết ngày nào. Mấy đứa bạn nó nói mày lần nào cũng vậy hết á, lần nào mày về đây mày cũng không nói trước hết á, mày nói trước rồi tao cho dọn phòng cho mày ở, mày khỏi ở khách sạn.
không nói trước gì hết. Hôm nay xuống gọi mấy đứa bạn, mấy cái đứa bạn cũng nói là trời đất ơi, tao giờ tao đang đi chơi chỗ này chỗ kia rồi, bây giờ mày mới nói. Thì ngày mai mà đi ra ruộng, kêu là ngày mai đi ra ruộng cắt cải. Thì có gì mai ra ruộng cắt cải Vân trực tiếp cho xem. Đi ra ruộng cắt cải hả, là người bên này đi cắt cải vui lắm. Cắt cải người Việt nhiều lúc, nhiều người Việt không à, nguyên nhóm người Việt với nhau vui lắm, làm thấy vui vậy lắm. Bữa nào nếu mà bạn nào trên Đài Bắc mà chưa thấy, ngày mai Vân có gì Vân mở cho xem ha. Trở thành bạn, chẩn quệ phận dộ, chẩn quệ phận dộ. Ê, thổng hộ đồng lõa, tha mình lạng cơ thổng hộ, tha mình lạng cơ chua tờ, tha mình lạng cơ thổng hộ, có nghĩa là hai người đó đồng lõa với nhau. Em muốn học thì cùng học thêm nha. Tính sân chi, sân chi, sân chi là cái tính đó hả? Ê, hình ai sân chi tờ cơ xin, nói cái tính rất thích giận. Ừ, hình ai sân chi tờ cơ xin. Hảo, mày... cái này mỏi tay quá. Sao ví dụ tôi mài cái này, wǒ mǒ zhe ge shǒu hěn shuān. Wǒ mǒ zhe ge shǒu hěn shuān. Vì từ chữ hình thành ba cho nên shǒu bị đổi thành hai. Wǒ mǒ zhe ge shǒu hěn shuān là tôi mài cái này. Wǒ bǒ zhe dài xiū zhe sēng ge. Wǒ bǒ zhe dài xiū zhe sēng ge là tiếng Phúc Kiến. Wǒ bǒ zhe dài xiū zhe sēng zhe sēng ge. Họ mình nói như thế. Người ta nói ni ơ niên. Ni ơ niên. Có người cần hắn nói ni ơ niên là cái gì bà ba? Ni ơ niên là cái gì? Có nghe qua mà? Mày nghe qua. Không có ơ niên. Ơ niên. Quay đâu, quay đâu, quay đâu. Nó quay đâu cho tao, mấy quan xí, cho chinh chi á. Dạ, cách gọi xưng hô bằng tiếng Phúc Kiến nha chị. Rồi, để chị biết chị làm. Hả, số thai xoan là mất wifi. Mấy ở wifi, mấy ở quảng lưu. Họ toàn quảng lưu cũng được. Quảng lưu toàn tiêu là. Quảng lưu toàn tiêu là, có nghĩa là đứt mạng, mất wifi rồi. Ê, chú nì, ý lưu xuân phong nè. Sang lưu bình an nè. Chú nì, sang lưu bình an. Bình an, bình an gì nữa. Bình an. Hoặc là 祝您一路顺风. Ừ, hảo. Chơ huê sao mà rung rung dữ vậy. Ngồi trên xe mà ổng chạy lên xe, ổng lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Tưởng làm gì trên xe hả? Không có đâu. Chị giống người Trung Quốc thật sự nè. Vậy hả? Chị người Đài em ơi. Cảm ơn em nha. Khách sạn gọi là 汽车旅馆. 汽车旅馆 là bao gồm nhà cho xe ở luôn nha. Vân vân tới cái khách sạn rồi nè, chuẩn bị bóc vé. Chi chơ lý quản là dùng cho có, nó có một cái căn phòng nhỏ ở dưới lầu là cho xe, đợi xe. Còn bên trên là phòng ngủ, cái đó gọi là chi chơ lý quản, tại vì có nhà để xe luôn. Còn bình thường thì gọi hotel này, gọi theo tiếng Anh cũng được. Hotel nè, motel nè, đều có người nói hết. Hoặc gọi lý quản không cũng được. Lý quản thì không có chỗ để xe nha. Lý quản. Rồi lụy sơ được cũng được nè, hoặc là phan tiền cũng được nè. Phan tiền nhiều lúc nó cao cấp hơn, 5 sao, 4 sao, 3 sao gì đó. Còn bình thường vẫn ở cái này gọi là chi chơ lữ quản. Chi chơ lữ quản. Sheng chi là tiếng Trung đó. Sheng chi có nghĩa là giận. Mấy ở quảng lưu hoặc quảng lưu tiêu, quảng lưu toàn tiêu là. Ơ nến chỉ là lớp 2. Ê, ơ niên chỉ là lớp 2. Thông thường ai hỏi con trai Vân học lớp mấy, Vân sẽ nói tha tú ơ niên chỉ. Tha tú ơ niên chỉ có nghĩa là em bé nó học lớp 2. Chịu tên phan tên cũng được. Ông ơi nói sao? Ông ơi này là ông gì? Ông ơi này là ông gì? Có ông lớn hay ông nhỏ? Ông lớn thì gọi a con. Còn ông bác thì gọi a bè. Còn ông chồng mình thì gọi lầu con. Ê, ông này ông nào? Ha, ông này ông nào? Để ông thôi không biết là chị dạy thì dạy bậy à. Ông ơi chị tưởng đâu là gọi ông chồng của mình kêu lầu côn. Cái gặp ông bác kêu lầu côn thế sao? Ông chạy tới ông về và ông dòm đám đuối à. Không được đâu, ông này phải coi ông nào nha. Là ông mà theo cái nghĩa ông bác, ông mà là ông lớn như ông nội mình á thì gọi a pê. Còn ông mà ông bác á, ê, ông mà ông lớn như ông nội gọi a con.
ông mà ông bác thì gọi ape, còn gọi ông ơi mà thường Việt Nam mình hay gọi chồng á, ông ơi thì bên này gọi lầu cung. Phải chia đó nha, đừng có ai cũng gọi lầu cung mà ông bác không quay qua ông nhìn lắm đuối à. Ê hả? Quậy. Có gió cho hỏi kiểm hàng yên hua. Yên hua kiểm hàng. Hả, xin chào a con. A con là gọi theo cái ông ấy nha. Giờ mấy ông công chủ phận à. Quậy chư là âm ức. Quậy chư là út ức hả? Sô quậy chư có nghĩa là chịu thiệt thòi, chịu ức khuất đồ đó. Ừ. Rịnh rụ. Thường nói mình kêu mình nhịn nhục, nhịn cái này kia là mình thường người ta hay nói rịnh. Giao rịnh. Bố quản chẳng mọi dân, ý tin tôi giao rịnh. Không cần biết như thế nào, nhất định phải nhịn. Phải nhịn, rịnh. Ờ. Hả? Bắt trong bắt, bắt lấy. Chóa chu. Chóa chu tha, bắt lấy nó. Ha. Hả? Tổng thống đọc sao? Trốn thổn. Sơn chi gọi là tức giận. Tà phao là gì chị? Xạo hoài. Qua đây các em cái gì không biết chứ, cái đó là các em biết trước hết trơn, khỏi cần hỏi chị. Hỏi chị cái đó làm gì? Chị thấy nhiều lúc hả, có nhiều cái chị không biết, các em biết hết trơn á. Trời ơi, trời, đi qua Đài Loan cái gì không biết chứ, mấy câu này là các em biết hết, các em cố tình hỏi chị. Ngày mai có làm không ông chủ? Lão bàn, mình thấy nhiều chua mà. Ừ. Lão bàn, mình thấy nhiều sang ban mà. Ê, lão bàn, mình thấy nhiều sang ban mà. Thảo kê mẹ giải ủ chỗ bò. Thảo kê là ông chủ đó. Thảo kê mẹ giải ủ chỗ bò. Trời ơi, ăn mà dính rau. Thiện cái gì mà thiện? Phụ huê là bà bay hơi khăn à. Má tao. Tao là cho xin xin xưa. Không, tụi mình đi coi khách sạn, cái phòng khách sạn đẹp không ha. Thảo kê mẹ giải ủ chỗ bò. Có nghĩa là ông chủ ngày mai có làm không? Mặc vô đi cho nó dễ. Xoan chỉ lại. Xoan chỉ lại. Nã nằm mà tua. Bảo khai mần. Tôi không sợ. Tôi không sợ. Hồ Xuân nó mong mày khai mần. Tôi không sợ. Mần quan chỉ lại là. Nó bên à? Nó sẽ mần mà. Chú mần à? Thế mần à? Nó quan à? Quan à? Chẳng mất nó một khoai. Tôi không sợ. Bật lại cho yếu ý tín tiền. Bật lại cho ý tín tiền. Ê, 儿子好像我一只鞋飞到哪里去了，你看一下，在下面吧。对，在下面。夹住哥哥了，拉得出来吗？哎，不要磨，这样那个皮会磨伤。等我们呢，你不要一个人去啊。等我们呢。 啊，儿子，你上去帮我关灯，我没有关灯。你要手机？手机给爸爸。还有背包，背包拿给我们。帮我拿一下我手机。你手机在哪里？在前面。背包。你说呢？妞。还有，然后背包在哪里？好，对对对对。来，下来，下来。谢谢。外套，外套。外套不用了，放在上面就好了。 哎，为什么呢？哎，为什么？它没有灯，那就蓝色，不对。哎呀，就关就好了嘛。它变蓝色的。你别急。你别急。哦，那个，它很笨，它灯那个灯那么尖。个性很急。个性很急呢。那个灯那个那动嘛，红豆给它拉。等你。嗯，放开。你要开啊？ 要敲的，准备开吗？会啊。没开过。啊，你要先敲门，你知道吗？一二三。然后你要闪旁边，你要不要站在正门？你要闪边。你打开了，啥是用拉，你就被打出去了。没有，你要闪一边，让人家出来。人家出来。你亲我的意思就对了。没开过。好，上来。妈妈，明天回来可以让我开吗？可以。 好，你再老推。
lên lò. Đã rào lò. Thả cha đến chứ. Thả cha đến chứ. Đây là phòng của đêm nay bọn mình ở. Phòng đêm nay của bọn mình. Cái này có quay đằng trước được không? Được mà. Đây, phòng của đêm nay. Đây là cái khu pha trà, pha nước. Chắc là đây có ấm pha trà, pha nước. Ba cái đồ bánh này. Nè, có ly, có cà phê, có đồ sẵn hết, có bánh. Ở đây phòng thì mày coi. Phòng thì có nhiều loại lắm, có nhiều loại phòng lắm mà có hồ bơi đồ luôn. Hồi trước mà nói cái phòng này con gái nó đòi phòng này mà phòng này đêm nay không có. Phòng công chúa này nè. Đêm nay không có, đợt vừa rồi ở là ở cái phòng này. Nãy không có cái phòng đó. Và ở đây có đồ ăn sáng luôn ha. Có đồ ăn sáng rồi luôn. Và có cái tivi to to. Ê, ở đây có một cái tivi to to. Tía chị là đừng có gấp. Chị mặc cái bộ áo đó rất hợp hả? Cảm ơn em. Cái bàn kia nữa. Ở đằng sau này là chỗ nhà tắm. Ở đây là cái này nè. Cái hồ bơi nhỏ nhỏ. Đây là một cái hồ bơi nhỏ nhỏ. Nước nóng, nước lạnh bên này mình tự làm. Ở trên trần kia có một cái nước rọi xuống. Chị đi thăm mấy đứa nhỏ. Tối rồi giờ phải ở khách sạn. Đây có một cái khu cái cây. Đây có một cái cây. Không biết cái tivi có còn mở được không. Bình thường ở chỗ đó hay có một cái tivi. Nè, chỗ đó có một cái tivi để mình coi. Mình vừa tắm vừa coi tivi. Ở đây khu cây. Ở đây khách sạn bên này thiết kế mỗi phòng một cảnh khác nhau, không có phòng nào giống vật nào hết. Có phòng nó rất là to luôn, nhà tắm ở sau đẹp là to lắm luôn. Cái phòng này tính ra là cái phòng nó nhỏ, nhà tắm sau này nó nhỏ chứ bình thường nó to lắm. Khách sạn này mình ở qua hả? Ở Vân Lâm á. Nè, đây có mấy cái khăn nè. Đây là vùng mình rửa tay, rửa đồ. Đó, bàn chải đánh răng đồ có sẵn hết cho mình. Đây, bàn chải đánh răng này, cạo râu cũng có luôn, đồ kẹp tóc cho phụ nữ ai cần. Thì đây có lược luôn, lược như thế này nè. Phòng 8 có bờ massage luôn. Dạ có luôn à, có sẵn dầu gội nè, rồi máy sấy tóc. Bên này thì phòng vệ sinh bên này, còn cái kia là chỗ nơi mình tắm đứng, ai muốn tắm đứng thì tắm đứng. Còn cái phòng này thì nó có bao gồm massage luôn đó. Nó bụng nóng rồi nó massage, nó mở máy massage rồi này kia luôn. Nói chung là cái phòng này nó không có đẹp bằng mấy cái phòng kia đâu. Tính ra là nó cũng ấy. Mấy phòng kia đẹp dữ lắm. Nên quên đâu rồi xuống xuôi. Tấn hòa xuống xuôi. Nhi mình. Này, bây giờ quan, bây giờ lâm quan. À, trái xuôi sư à, hẳn hóa, bế răng trái sư để tảo lắm ha. Xế zi chuan zi, y phu nong hào phang zi na bian, phang zi chân miên. Phang zi, mấy hào, xuôi xin phang. Bố chơi đó, xuôi xin phang zi zi yêu. Xuôi xin phang. Lào ba, nì xu, xu phải xa hài nong xuôi, hào bó hào. Ta y cơ rừng tửng xa yêu hóa tảo lắm. Lần được trước, hai ông anh á, thằng con trai của Vân á, nó cũng xuống như chỗ này nè. Nó đứng tắm xong nó chạy tới chạy lui té cái bập. Bởi vì Vân nói là hả, phải đợi ba mẹ bên cạnh chứ không đi một mình té như vậy không có được. Anh xả anh xuống anh nói. Ê ồ, thay phụ nã hợp con chơi bên nè. Thay xuyên tờ. Đó. Phòng này chắc 3.000 hơn chị nhỉ. Hơn. Phòng này hơn 3.000 á. Cái phòng này không có đẹp bằng cái phòng trước. Cái phòng trước phòng công chúa đẹp lắm.
cái giá hình như cũng cỡ cỡ đó hả? Nhưng mà cái phòng mỗi một bên này họ thiết kế mỗi một cái phòng, một cái phòng nó một cái khác nhau, cái một cái thiết kế khác nhau, không có cái phòng nào giống nào hết. Cô tan chỉ mua là cô đơn, kiểu như cô đơn, cô độc, cô đơn một mình. À, cô đơn một mình rất là cô đơn luôn, gọi là cô tan chỉ mua. Em này dễ thương, xin cảm ơn ạ. Phòng này bao nhiêu? Khách sạn có bồn tắm massage luôn. Phòng này chắc để con coi. Phòng này này là vé, này vé gì ta? Rồi đi, đừng nọt đi ra nói cho mẹ biết nha, không bấy bậy chạy ra tùm lum nha. Chắc ổng có ghi trong này vậy chứ, để cho Vân coi coi. Ổng không có ghi hả? Phòng này hình như 27 hay sao á, phải không? Biết cái dây tấm này không biết phải không, tấm này ghi là 20:23, hình như 2007 sao không có chui ra như vậy. Vân không phải người miền Tây, Vân người người Đồng Nai, Vân là người Đồng Nai. Chí tớ bú yêu hóa ha, sang suy bú yêu chân chứ đang dầu à. Mẹ đơn thân được gọi là tan chim mama. Tan chim mama, mẹ đơn thân. Phòng này cỡ đó đó, cắt cỡ đó nó 2,000-3,000 thôi à. Hơn có mất một đêm 2,000-3,000. Vân cũng chưa hỏi ổng nữa, Vân đoán vậy đó. Vân đoán vậy đó, 2,000-3,000. Cũng to chứ hả? Cũng to nè. Cũng to mà. Chỉ có cái là cái phòng kia phòng công chúa, mấy đứa nhỏ nó thích. Mấy đứa mà cỡ mình cũng làm con gái mình cũng thích nữa. Cỡ mình làm con gái mình cũng thích cái phòng đó nữa. Tại vì nó thật sự nó đẹp. Hả? Chị chia sẻ cách học hiệu quả như thế nào đối với Vân á, đúng với Vân học á, là Vân học theo cách như thế nào. Tại vì Vân có một cái môi trường, có một cái môi trường nói là con chơi phận tôi sợ liền sen chim á, liền sen ba 2008 chưa bị công chủ phận thế gì ạ, mà thêm công chủ phận tôi sợ giang mà nó mày cơ sơ chi bu giang này hả. 2008 ông nói 2008 thì tính ra đâu mất hả? Trời, nó mở nước. Sao xin ta khai rơ tờ. Nó mở cái lò mà massage đó. Đó. Hồi trước Vân qua Đài Loan á, là Vân có một cái môi trường để nói chuyện sẵn rồi. Nếu mà Vân không học thì Vân sẽ không giao tiếp được với gia đình của mình. Cho nên bắt buộc Vân phải học tiếng Trung cho bằng được. Và đa phần cái cuộc sống, trong cuộc sống của mình đã... mình học theo ở ngoài mà đâu phải học trong sách vở gì đâu. Ở ngoài đời người ta dạy mình cái gì nhất định mình phải tiếp thu, không tiếp thu không được. Rồi sau này khoảng chừng 10 năm sau á, Vân mới bắt đầu vào trường. 14 năm sau Vân mới bắt đầu vào trường học. Và học được 6 năm rồi, hiện tại Vân đang học lớp 9 sắp ra trường rồi. Thì Vân thấy á, khi vào trường học nó sẽ chắc ăn hơn, phát âm chuẩn hơn là bên ngoài. Ở ngoài Vân đã nói mười mấy năm qua nhưng mà cái phát âm của Vân nó chưa có chuẩn. Chưa có chuẩn bằng mà mình vào trường. Tại vì sao? Khi mình vào trường mình phát âm sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Tại vì A bờ cờ, bờ phờ mờ, bơ phờ mơ rồi có học đồ này kia nó dễ hơn và phát âm chuẩn hơn. Đó là theo cách vật học của Vân là như thế. Chị dạy học tiếng với. Ê, quán nhà em bắt em học ngày nào cũng phải nói với họ một câu. Vậy thì học đi em, học đi. Mà mấy bữa nay thì chị đi chơi dưới nhà thăm con chị thì chắc có lẽ là chị ngày mai được nghỉ mà. Ngày mai kênh của Vân là hai bên đều được nghỉ mà, ngày mai là không tính. Ngày mốt là tô khoảng chiều Vân mới lên. Ngày mốt tối ảnh đi làm, chiều mới lên, khoảng chừng trưa là lên rồi, khoảng tới chiều. Nếu mà ngày mốt để Vân coi làm sao.
Ngày mốt là chắc có lẽ buổi tối là Vân sẽ phát bên kênh phở bò rồi. Ê, tại vì lịch tối là ngày mốt, lịch tối là phát bên phở bò. Thì bạn nào muốn coi lớp 1 thì vào phở bò, còn muốn nào bạn nào muốn học lớp 2 thì ở đây ha. Đó, lấy vợ qua được không? Lấy vợ bên này qua được, nếu mà vợ em có giấy chứng minh bên này em qua được hết á. Chị phải người Hoa không? Không, tuy là chị người Đồng Nai nhưng chị không phải người Hoa. Em ở Đồng Tháp cũng gần Đồng Nai, cũng gần Đồng Tháp á chị. Đồng Nai sao gần Đồng Tháp? Đồng Nai với Đồng Tháp, ba chị lấy vợ nhỏ ở Đồng Tháp á. Ba chị ổng lấy vợ, ba chị sau này ổng kiểu như cuộc sống khó khăn, ba với mẹ ly dị nhau. Hiện tại ba Vân đang ở Đồng Tháp vì cô vợ người dì ở đằng, người dì của Vân là ở Đồng Tháp. Ba Vân kết hôn ở Đồng Tháp, lấy một người dì ở Đồng Tháp và hiện tại ba đang ở Đồng Tháp. Còn mẹ con Vân, Vân là người sinh ra ở lớn lên ở Định Quán Đồng Nai. Ha. Hả? Đồng Nai ở gần không, Vân ở Đồng Nai ở cái khu đá Ba Chồng á. Khu đá Ba Chồng. Hả, lấy vợ sang được không chị? Lấy vợ bên này, vợ em có giấy chứng minh là bảo lãnh em sang được. Doanh Tân. Doanh Tân là doanh gì? Lại Thái Quan chị niên, 20 là. 20 niên là ha. Người ta nói làm pha là gì á? Làm pha. Làm pha là tiếng Thái Uy. Là hai cái trứng của đàn ông á. Đó, dạ chị, Facebook của chị cũng như tên, đúng rồi, y chang tên này luôn, gõ vào cái tên này để tìm lấy cái chữ là y chang tên này luôn ha. Y chang cái tên đó. Và ai muốn học tiếng Trung trực kiểu như là giao tiếp rồi đó, ở trong này có cả ngàn video trong này. Bên trong này có cả ngàn video trong đó. Ai đây? Thương nói sao à? Thương thì nói là thận ai? Thận ai? Học lớp 1 thì vào đâu? Vào fanpage. Gõ cái chữ này nè. Gõ chữ trên này, cái kênh tên kênh này cùng với cái tên kênh fanpage của Vân luôn. Gõ cái chữ đó, bạn bấm vào cái hình đó để lấy cái chữ. Cái chữ nó bị che ở bên trong rồi. Bạn lấy cái hình đó để lấy cái chữ để rồi gõ lên fanpage học lớp 1 tối 9 giờ. Thứ ngày mai được nghỉ mà, ngày mốt 9 giờ là Vân có phát bên đó, tại mốt đã Vân đã về nhà trên Đài Bắc rồi. Em xin học với em 114 hả? Chị 115 đi vô. Ê, chị 115 đi vô. Hồi đó chị ở đối diện quán cà phê Lưu Luyến á. Sau này người ta, tại vì cái khu đó là cái khu tính ra sau này giải thể hết mà, người ta làm xã Phú Vinh mà. Sau đó chị dọn vô trong Ba Lưới, má chị mua nhà trong Ba Lưới á. Ừ. Chị em xin phở bò với, phở bò tối mà 9 giờ muốn học á. 9 giờ học buổi tối nha, 9 giờ giờ Đài Loan nha. Chị vào đây. Mới ăn no, trời ơi. Ăn no ngồi nó cứ ở lên thôi. Để Vân ghim lên đây cho. Đó, nó ghim lên đây thì nó sẽ chạy 1 phút. Vân vừa ghim lên chỗ này nè. Nó chạy 1 phút, các bạn bấm vào xem nha. Cửa bì là bên cạnh. Cửa bì cha, nhà bên cạnh. Chạy cửa bì, ở bên cạnh ha. Hoặc có thể chạy phận biên cũng được. Ở Bắc Kinh hay ở Thượng Hải vậy? Vân ở Đài Loan. Chạy Thái Bình, ở Đài Bắc nha. Cuối tuần vui vẻ, cảm ơn. Muốn qua thời gian làm việc thì làm thì sao ạ? Muốn qua thời gian, muốn qua để làm việc á hả? Làm việc em phải tìm môi giới. Em ở Việt Nam nên tìm môi giới, người ta sắp xếp cho em qua bên này làm nha. Phải tìm môi giới. Em gặp được các con rồi hả? Dạ, gặp được rồi. Ăn cơm xong rồi, giờ đưa các con về nhà rồi. Giờ gia đình chạy vô khách sạn rồi. Tại vì về đây á, thì mình đâu có chỗ ở đâu. Nhà người ta mà, đời trước còn ở với nhà bạn, nhưng mà Vân xuống thất thường lắm. Vân xuống Vân không có báo trước, cho nên bạn Vân nó không có sắp xếp chỗ ở cho Vân được. Cho nên là Vân xuống thường là nếu mà có ở nhà bạn á, nó có chỗ cho mình ngủ á, thì mình ở nhà bạn. Còn không là Vân xuống là Vân sẽ ở khách sạn, bóc một cái khách sạn mấy mẹ con với vợ chồng con cái ở là xong. Ừ. Hồi nãy là chở con đi ăn tối, chở đi ăn lẩu rồi. Xong rồi thằng bé thứ hai nó nói nó muốn đi mua mấy cái quần jean, cho nên chở nó đi mua quần jean xong rồi Vân chở nó về nhà. Lúc trong đường lên, lúc mà cái đoạn đi về nhà Vân có, lúc đó Vân vừa mới mở trực tiếp lên, các bạn có thấy mấy đứa em? Có thấy có một em mà còn em lớn, em tự lái xe về, tại vì có chở một cô bạn gái cho nên là em mới tự lái xe chở bạn gái về trước. Còn Vân dắt con bé thứ hai đi mua, đi mua hai mấy cái quần jean, tại vì ngày mốt con Vân sẽ đi cắm trại với trường, đi một tuần luôn.
Cho nên nói mẹ ngày mai á, con chỉ được ở với mẹ khoảng chừng tới trưa thôi, buổi tối là con đi cắm trại rồi. Lần nào xuống cũng không báo trước, và Vân đâu có báo trước được đâu. Chồng Vân hứng lên gọi cho Vân à, đi cho Vân đi thì Vân đi thôi. Vân không hỏi là bây giờ hôm bữa ông nói với Vân gì nào, nghỉ 3 ngày giờ làm gì, đi Vân Lâm không? Cái con em nghe em hết hồn. Cái Vân nói đi đi, đi sao không đi mấy, tại vì mấy trước kia mấy đứa nhỏ nói rồi, mấy đứa nhỏ nói là ba ơi con nhớ anh hai với anh ba quá à, con muốn đi tìm anh hai với anh ba. Thì ba nó có nghe thấy rồi, ba nó liếc liếc nhưng mà ba nó có nghe thấy rồi, ý là con nói là cũng thay lời cho mẹ muốn nói đó. Cho nên là ông được nghỉ 3 ngày, cái ông hỏi đi không thì đi thì đi. Ừ, hả, phụ tiền là trả tiền. Ừ, phụ tiền, sấy phụ tiền, ai trả tiền? Có hoa anh đào không chị? Ở đâu có hoa anh đào? Ở đây không có hoa anh đào em ơi. Ở đây không có, ở Đài Loan có hoa anh đào nha. Đài Loan có hoa anh đào, ở trên núi có. Mùa đông mà khi trời lạnh thiệt lạnh á, nó sẽ nở ở trên núi. Thông thường bọn chị mà muốn đi coi hoa anh đào thì bọn chị sẽ lên núi coi. Hả, cái nít phở bò hồi nãy chị ghim lên mọi người có thấy không? Ừ, hồi nãy Vân ghim lên đó, các bạn cũng đẩy lên rồi đó, các bạn mọi người có thấy không? Mình chỉ thích bà này nói chuyện. Xin cảm ơn. Cô ruột của em cũng ở Ba Lưới, cũng hay vô đó chơi lắm hả? Ai, mẹ Vân ở Ba Lưới, ở trong cây ngọn núi đó, ngọn đồi đó, không biết tên là gì nữa. Vân dạy phồn thể nha, phồn thể Đài Loan, tiếng phồn thể, tiếng phổ thông luôn, nhưng mà phồn thể. Hiểu nhầm thường là ưu huy, wǒ ưu huy nǐ le, wǒ gǎo huy nǐ à. Ê, wǒ gǎo huy nǐ à. Nước có xoay nông hồ lắm không? Nước còn chảy ào ào á. Cái này bán bao nhiêu? Chơ cơ mai tua sào. Ê, chơ cơ thường thường người ta hỏi chơ cơ tua sào chén. Ở đây, ồn, chạy quên đây tí. Thường hay nói chơ cơ tua sào chén. Cái này bao nhiêu tiền? Ừ. Chơ cơ tua sào chén. Cái này bao nhiêu tiền? Vậy đó. Vấn đề là núi ở đâu? Đài Loan có nhiều khu núi lắm. Đài Loan có nhiều khu núi lắm và có nhiều khu núi có hoa anh đào rất là nhiều. Như Vân á, Vân ở Đài Bắc, cái khu Vân ở kế bên có một cái khu gì? Liễn Khổ đó, đường lên Liễn Khổ. Cái thượng khu đó cũng gọi là gì ta? Thảo Duyện. Ở trên núi Bà Quan Âm, ở trên cái gì? Có một cái chùa Quan Âm. Ở đằng sau chùa Quan Âm là có hai hàng hoa anh đào, năm nào Vân cũng ghé đó Vân coi hết. Năm nào cũng ghé đó coi hoa anh đào hết. Ừ. Em vừa qua Facebook ấn theo dõi rồi hả? Rồi, ok. Hảo. Nói chung là ấn đi tới thường thường là thứ 3 đến thứ 6. Thứ 3 đến thứ 6, 9 giờ. 9 giờ tối Đài Loan sẽ phát trực tiếp ha. Ừ. Thường cái này bán bao nhiêu tiền? Chứ cơ mai tua sào chén. Chứ cơ mai tua sào chén. Cái này bán bao nhiêu tiền? Ơi, trời ơi. Nó chổng nó bơi gì nó mà tẩm luôn à. Nào mà tua nhiều thế. Nhiều vậy. Ừ. Chùa trên Liễn Khổ hoa anh đào đẹp lắm. Em cũng biết hả? Ở cái khu đó, chùa trên Liễn Khổ đó, cái hoa anh đào hai bên đường đẹp lắm luôn. Năm nào chị cũng ghé đó, chị coi hết á. Năm nào ở bên phở bò hình như Vân cũng có quay một cái tấm hình lên đó, chụp lúc có cái khúc hoa anh đào đó, cái trong cái hình cưới ấy, trong cái hình cưới của Vân á. Ừ. Thay tua lờ là có nghĩa là nhiều quá rồi. Thay tua lờ. Hả? Phong chơ chư trong làm massage có nghĩa gì? Phong chơ chư. Phong chơ chư Vân không biết là gì nữa. Phong chơ chư. Phong xa suy là có. Phăng xa chư có nghĩa là để xuống, đặt xuống. Phăng sơ chư. Phăng sơ chư là gì Vân cũng không rõ nữa. Ừ. Hả? Rồi gì nữa? Trời, nước nó chả xảy chưa đủ hả? Rồi tắt rồi đó, đổ ồn rồi đó. Nói chung là đi xuống dưới đây á, thì ngồi hồi chiều có ghé nhà má chồng, xong ngồi nói chuyện với má một hồi,
Dạo này cũng lớn tuổi rồi, không có đi cắt cải nữa. Hồi trước còn đi cắt cải mướn cho người ta, kiểu như là đi cắt cải để mà, tại vì người ta làm quen rồi đó. Nhỏ tiếng thôi, người ta làm quen rồi đó, không làm người ta cảm, kiểu như là người lớn tuổi mà làm quen để mà cơ bắp của mình được co giãn thì nó sức khỏe có tốt hơn. Nhưng mà mỗi có biết các bạn biết không, mà làm cải á, khi làm cải thì mỗi lần làm xong ha, buổi sáng ngủ dậy là nó không sao hết, mà làm tới tối về bạn đặt lưng xuống giường ngủ lưng nó đau dữ lắm. Hồi đó Vân cũng vậy, người lớn tuổi sẽ càng đau hơn nữa. Mình con nít lúc đó là mình còn trẻ, hai mấy tuổi, mười mấy hai mấy tuổi thôi, đi làm cải về, nhất là ai gánh thuốc, gánh gánh ba cây cái gì, cái phân á, mình máng cái thùng phân trên gần cổ mình nha, nó có một cái cọng dây mình máng lên gần cổ và đặt ở trước bụng như nè, rồi giữ lấy nó, rồi một tay kia rải phân. Rồi đừng có nói tới cái việc mà gánh cái thùng thuốc lên đi xịt thuốc. Hồi chiều này Vân có một lưu một cái video khi quá trình Vân tới, ngày mai Vân rảnh Vân ghép cái video đó cho xem cái cảnh trồng rau dưới này. Phụ nữ bên này đi trồng rau cũng phải gánh thuốc xịt đàng hoàng, cũng phải cắt cải, bưng thùng cải đồ này kia cân ký 22 kg, cũng phải làm tối về là phải nói cái lưng mà đặt lên giường á, nó đau, nó ê ẩm hết cái lưng luôn, trời ơi nó đau. Nhưng mà làm cái đó thì sức khỏe giống như là cái máy vậy đó, nó duy trì hoài, mình phải làm hoài. Sau này làm tới hư người hết. Má chồng Vân bây giờ là đi có như là má cao lắm nha, má cao hơn Vân nữa, mà bây giờ má đứng nghiêng kiểu như là người nó bẻ cụp xuống vậy nè, bẻ cụp xuống vậy nè, là hầm như là đi gù luôn á. Tại vì ông bé làm quá làm, mà bây giờ đã lớn tuổi, đứng lên đi hết nổi rồi. Ngồi cắt cải, má nói là má ngồi cắt cải, chiều này má cũng ngồi đó má nói mà, ngồi cắt cải thì tao cắt được, ngồi tao cắt cải thì không có thua ai hết á, cái tay tao làm còn nhẹ lắm. Mà ngược một cái là đứng lên đi, cái chân đi không có nổi. Mà nói thì con, mình cũng nói là lo cái mức đó đó. Má đứng lên má đi không nổi, lỡ mà chạy xe Honda chạy đồ về té làm sao rồi ai cho. Cho nên là trong nhà không ai muốn má đi làm hết trơn á. Mà má không đi làm thì má lại nghĩ là mình vô dụng rồi này kia, bà lại buồn, bà lại suy ngẫm này kia. Thì ở trong nhà thì dặn là má đi vòng vòng, bà kêu bà chạy xe đạp á. Tại trước thấy có bà bác kia kìa, bà chạy xe đạp suốt ngày à. Mà bác ấy có thể sống tới 100 tuổi luôn, là chứng minh rằng mình đạp xe đạp mỗi ngày thì sức khỏe của mình cũng khá là tốt, và có thể tập thể dục được luôn. Cho nên bây giờ má cũng tập chạy xe đạp đi vòng vòng để đi tập thể dục á, không có đi cắt cải nữa. Rồi con cháu nó cũng lớn rồi, đứa nào nó phụ cái gì, chiều về thì vừa vô một cái là bắt đầu má kể cho mình nghe hôm nay má làm những gì. Má kể là hôm nay bà quét bồ hóng, bà dọn dẹp nhà Tết nè, mấy cái bồ hóng trong nhà bà quét dọn hết trơn. Bà kể xuống là bà kể công rồi, bắt đầu bà kể bà nói bà làm những cái gì trong nhà. Rồi bà nói bà quét nhà xong đợi cho hai đứa nhỏ nó về nó lau. Về kể ngồi là bắt đầu kể cho mình nghe những cái gì đó. Nói chung là hồi đó hai mẹ con mà ở với nhau á, thì mình chưa có làm ra tiền. Mình làm cải cho ba má là ba má lấy trả tiền công cho chồng mình. Mà sau khi mình sanh nở xong á, thì mình hết được đi làm thì ba má sẽ coi thường mình. Thì cái lúc đó là cái lúc gọi là phụ nữ, cái lúc đó là cái lúc tệ nhất trong cuộc sống. Cái lúc mà mình sanh con là cái khoảng thời gian mình tệ nhất, cuộc sống của chúng ta xuống cấp nhất luôn. Thì cái lúc đó là mình không có đi làm mà mình cứ nghe người ta cứ sợ mình gửi tiền về đó. Lúc đó bạn đối xử với mình cũng rất là khó khăn luôn. Nhưng bây giờ thì ngược lại, mình đi vào nhà thì nói chuyện đàng hoàng rồi này kia, đâu có dám, tại vì mình đâu có phải là con dâu của họ nữa, cho nên bà không dám gì hết. Nhưng mà bây giờ ngược lại mình về thì má sẽ nói nãy má làm cái gì cả ngày hôm nay á, cái lưng bà nói bà đau hết cái lưng, cả ngày hôm nay bà quét bồ hóng đồ này kia, dọn dẹp nhà Tết rồi này kia, bà làm đau hết cả người. Mà bữa rồi á, má nói với Vân á là má xin Vân cái hỏi nhà Vân, má chồng Vân là người khách gia, má chồng hiện tại là người khách gia mà. Hỏi có chồng có nuôi cái củ cải mà củ cải trắng mà nuôi kiểu như làm dưa muối á, làm củ cải trắng mà làm dưa muối, làm đến nỗi nó đen luôn, thành dưa muối đen luôn hả, củ cải trắng á nha, muối thành dưa muối đen luôn. Thì may là má chồng Vân có làm. Thì đợt trước thì nói với Vân là đem một ít có không cho má một ít, tại vì má đau cái khớp, má nhức khớp ba uống ba cái thuốc mà bên này người ta nói gọi là những cái thuốc tốt nhất đã mua rồi, uống cũng đâu có xi nhê gì đâu. Cái má nói á, là ở dưới đây có một số người cho má một mấy cái đó, là nó cái dưa muối, cái củ cải trắng mình á, đem đi muối với muối và để khoảng chừng 10 năm là nó đen thui à.
phải để 10 năm nó mới đen được nha. Nguyên củ vậy đó, để ngâm đúng 10 năm, ngâm trong cái hũ giống như là cái hũ miệng á. Ngâm trong đó 10 năm thì nó mới đen. Thì má nói những cái đó nó tốt lắm. Thông thường cái đó là người ta đem đi hầm với thịt gà nè, hoặc là hầm với xương, là một cái món ăn rất là thơm, rất là ngon. Nhưng má nói là má không phải là món ăn. Má nói má lấy về cái hai chén nước, một chén rượu, 10 lát gừng. Rồi má xắt cái củ cải đen đó, bỏ vô trong cái tô đó, đem đi chưng cách thủy. Cái mình hỏi má, lấy ra uống có say không má? Má nói say chứ. Hồi trước uống rượu giỏi lắm, mà bây giờ này má uống không có được nữa rồi. Má giờ này chỉ uống cái loại nấu canh vậy thôi. Mà má nói cái mặt cũng quay vòng vòng. Thì má xin Vân á, nói nhà Vân là má chồng là người khách gia. Hồi trước, đợt trước Vân về má đã nói rồi. Má nói má chồng con là người khách gia, chắc giỏi làm mấy cái này lắm. Nhà con coi về hỏi má chồng con có không, có cho má một ít. Thì Vân chạy về Vân hỏi má, Vân má Vân nói có. Thì Vân xin má một khoảng chừng 1 ký á, đem về cho má chồng bên này. Bà thấy cái đó bà mừng lắm, tại vì dạo này bà uống cái đó không à. Và nói uống cái đó nó đau khớp, nó đỡ. Và đi xin của người ta đó, người ta cho đó, uống gần hết rồi. Hỏi Vân có thì may, cũng may là má chồng Vân có, cho nên Vân xách cho má một ít. Cũng may má chồng hiện tại là người khách gia, rất giỏi nấu ăn và rất giỏi làm cái này làm cái kia. Ừ. Trung Quốc đối với lại sô, nã cái bộ phận zui nan de. Zui nan de. Zui nan de, tôi thấy là sư sân. Sư sân đối với nam nhân lại sô là không có. 我们在越南字里面没有四声， 好， 加上是写字， 写字应该要写很长的时间， 谁会记得， 不然一开始没办法记得。 按摩， 按摩 là đấm bóp， đúng rồi， 按摩 là đấm bóp em nha. Trời ơi lạnh lắm không? Ở đây không có lạnh. Nói mấy bữa nay nó trời nói chở trời rồi chứ cũng đâu có lạnh đâu. Vân bên trong mặc áo ngắn tay mà. Bên trong mặc áo ngắn tay. Nói chở trời rồi mà không có lạnh. May mắn gọi là xin yun. Xin yun. Ê, chai nã lì, chai phan tiền. Ở khách sạn. Vân đang ở khách sạn. Đang ở khách sạn. Tại vì đi về thăm hai đứa con lớn á, cho nên vợ chồng con cái ở dưới hai chập ba cho con đang tắm nhưng kia không có tiện. Mình chỉ coi ở ngoài được thôi. Đang ở khách sạn. Đêm nay ở đây qua đêm. Ở bên trong cái phòng bên trong kia là cái phòng ở đằng sau có cái hồ bơi nhỏ nhỏ để tắm ở đằng sau. Mình ở trước, đây có cái tủ tivi. Đây có cái tủ tivi. Cái phòng này tính ra là đẹp thì cũng đẹp thiệt đó, nó rộng thì nó rộng thiệt đó. Nhưng mà nó không có bằng mấy cái phòng kia, mấy phòng kia đẹp dữ lắm. Đây là những cái rèm cửa nè. Ở đây mỗi một cái rèm cửa, mỗi một màu khác nhau nha. Ở đây mỗi một cái phòng, mỗi một cái rèm cửa khác nhau. Và mỗi một cái thiết bị khác nhau luôn. Không có phòng nào thiết bị giống phòng nào hết. Cái thiết bị của nó, cái phong cách của nó đổi. Nó có nhiều phong cách, nhiều cái phong cách như là kiểu như là mỗi một cái phòng, một cái phong cách riêng nữa. Có nhiều phòng nó làm bằng gỗ, đẹp lắm luôn. Bên trong là toàn gỗ không à. Ê, có nhiều phòng theo cách này, cách kia. Hồi trước con trai Vân làm ở đây nè. Có một thời Vân nói con trai Vân làm ở khách sạn á, là con trai Vân làm ở đây nè. Con trai Vân làm quét dọn ở đây nè. Thế mà khách đi ra là mình sẽ vô quét dọn cho sạch sẽ. Đợt trước con trai Vân làm ở đây nhưng cái lương không có cao, cho nên nó nói là cái phòng thì đắt giá lắm mẹ. Cái phòng thì rất là cao giá, mà nhân viên làm thì lại không có cao, lương không có cao. Cho nên là làm một thời gian thì kiểu như ở xa nhà nữa. Từ đây lên tới nhà mà bà nội á, từ đây tới nhà bà nội ở là phải đi chạy xe Honda, là em lúc nào em cũng chạy cả nửa tiếng mới tới. Chạy xe Honda nửa tiếng mới tới nhà đó. Nhĩ hào, bà nội em năm nay 103 rồi hả? Má chồng chị chưa? Má chồng chị, bà nội chị mất rồi. Bà nội chị 100 tuổi mất rồi. Mới mất đây 3-4 năm gì đó. Còn má chồng chị hiện tại 80 mấy tuổi. 80 mấy tuổi. Chi huy là cơ hội. Hảo cho em hỏi cái từ hào hừng là nóng là hóng nói sao à? Cái từ hào hừng là hoặc là hóng là sao? Hào hừng hóng là sao em ơi? Hậu lại về sau, hậu lại 怎么样?
后来我回家了，后来怎么样？嗯，chị ơi, chị chưa, em chưa đọc được cái từ chứ. Hảo, em thấy chữ Z mà có H với là Z không có H không? Z có H với là Z không có H là hai chữ đó, một chữ chỉ cần nhớ Z mà có H là uốn lưỡi, Z không có H là không cần uốn lưỡi. Này, này xin chị, này xin chị, này xin chị. ZH gọi là chữ chờ che cộng với chữ ư nào? Chờ che cộng với chữ ư đọc ra. Chữ khi mà uốn lưỡi thì cái miệng nó như vậy. Chữ uốn lưỡi bên trong nha. Vì uốn lưỡi cái miệng nó mới tròn như vậy. Chữ còn cái từ Z mà không có H thì ta sẽ đọc như CH ư vậy đó. Thẳng lưỡi, răng như thế này. Zư 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 lưỡi bên trong không có uốn. Zư chứ nó khác với cái chữ chờ. Nếu mà mình đọc chờ ư chư nó là vậy, chờ ư chư chư, còn cái này là chư chư, nó đọc bằng đầu lưỡi và khe răng chư. Hảo, còn chữ c mà không có h á thì cũng đầu lưỡi và khe răng, nhưng phải bật cái hơi ra cơ, nhưng phải nuốt nước miếng đi nào để không thành nó văng qua mặt đối phương. Phải đọc là chứ, vì lúc này bật cái hơi ra ngoài, nếu mà bạn không nuốt miếng, nuốt nước miếng xuống nó sẽ văng nước ra. Ý là cách biểu đạt được cái âm đó, nó mạnh hơi ra như thế. Chứ, chứ. Còn mà CH á, là phải uốn lưỡi bật hơi ra. Uốn lưỡi bên trong cái miệng tròn tròn. Chứ, chứ. Nên như thế đó ha. Hảo. Hảo, ăn lắc giỏi gọi là tiền quay. Chứ tiền 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 quay. Ê, chứ tiền, tiền tiền quê. Chị ơi, trên này học bao lâu thì mình biết tiếng Trung à? Tùy vào em à. Tùy vào cái sự nỗ lực của mình. Mỗi ngày em học mấy tiếng và em sẽ cố gắng học như thế nào? Em cố gắng đọc chữ ra, viết chữ ra, luyện chữ ra không? Hào hứng hoặc không? Hào hứng hoặc không? Không một cái gì ta? Không drama. Thường nói là bao quá à, đi nhiều chuyện, đi coi chuyện người khác nè, bao quá à nè. Còn hào hứng hình tự nhiên mình quên ngang cái từ đó. Pu rảnh nữa, còn không thì sao, còn không thì thế nào? Thẩm mỹ, thẩm mỹ viện bên này gọi là mày rủng duyên, mày rủng duyên thẩm mỹ viện. Còn đi thẩm mỹ thì người ta nói là chu chu trần xỉn. Chi trần xỉn là đi thẩm mỹ, đi làm đẹp đó. Đâu rồi? Hào hứng, phi giận, tự ý. Tự ý này là đắc ý nha. Tớ y là đắc ý. Xin phân, xin phân này theo cái nghĩa hào hứng, phấn khởi. Rất là vui, rất là hào hứng, rất là phấn khởi. Ta dùng từ xin phân. Hưng phấn, xin phân đúng âm của nó là hưng phấn, chứ không phải là hào hứng. Đúng cái âm của nó, xin phân là hưng phấn, vui, vui trong lòng. Cũng có thể nói cái từ hào hứng cũng được nữa. Cũng có thể dùng cái từ hào hứng. Hảo, cảm ơn chị. Ok, sức chịu đựng quá nhiều rồi hả chị ơi? Hỏi sức chịu đựng quá nhiều rồi. Có nghĩa là tôi không có còn không có thần chịu đựng được nữa đó. Không, kiểu mình mua cái gì đó mình muốn rỡ ra xem liền. Hình chỉ tài, hình chỉ tài rất là chờ đợi, rất là chờ đợi, mình muốn rất là hóng chờ đợi một cái gì đó. Ví dụ con nít nó đang chờ đợi mẹ nó về, nó đang hóng mẹ nó về, đúng không? Tha chơi chỉ tài, tha chơi tận tài thăm mama, thăm mama giao xuyên mày chai hồi lại lỡ yên cái hồi mày y xe lì u kể tha số gì tha ít chạy mình khổ tận chợ chỉ tài mama hồi lại. Dùng cái từ chỉ tài, đợi chờ, kỳ vọng một người nào đó trở về, hóng một người nào đó ha. Hảo, già huy cân trợ chư ma.
Ní về hơi cân giờ suy mà. Bạn cũng sẽ đi cùng sao? Ê, bạn cũng sẽ đi cùng sao? Không, vậy là dùng cái từ chỉ tay. Hình nản rất khó. Hình nản. Hình nản gọi là rất khó. Sân chi. Sân chi này là gì em ơi? Em muốn hỏi sân chi hay là sân chi? Sân chi là tô sơn cái sơn lên. Tô cái sơn lên. Sân chi. Còn sân chi. Sân, xiang chi. Xiang chi là máy ảnh, máy chụp khác nữa. Phải đúng viết đúng âm Vân mới cho ra đúng âm được nha. Còn này là Vân đoán thôi đó. Tại vì bạn viết như thế thôi. Hey, tôi quý bạn Việt Nam hay nói tôi quý bạn bên này nói wǒ xǐfuān nǐ. Wǒ xīngshǎng nǐ. Wǒ xīngshǎng nǐ, tôi thích bạn, tôi quý bạn. Wǒ xǐfuān nǐ, tôi thích bạn. Bên này nói như thế. Khó tính, anh ta rất khó tính. Khó tính là như thế nào? Khó tính là cái tính của anh ta rất là kỹ lưỡng, làm cái gì cũng không vừa ý anh ta hết. Thì cái đó gọi là thá hình quy mẫu. Thá hình quy mẫu. Còn anh ta rất là nóng tính, cái tính nóng như kem chảy, cái gì cũng muốn gấp á. Tha de ge xìn hèn jǐ. Tha de ge xìn hèn jǐ. Tôi không chịu được nữa. Wǒ rén bù zhù le. Wǒ měi bān fǎ zài rén le. Wǒ rén bù xiā xù le. Tôi nhịn không có được nữa rồi. Ê, tôi không có chịu đựng được nữa, tôi không có nhịn được nữa rồi. Wǒ rén bù xiā xù le. Wǒ měi bān fǎ zài rén le. Dùng cái từ này ha. Ni hǎo. Ê, tôi đã chịu đựng lâu lắm rồi. Wǒ yī jìng rén hěn jiǔ le. Ê, wǒ yī jìng rín zhǒ gù a. Wǒ yī jìng rín zhǒ gù a. Wǒ yī jìng rén hěn jiǔ le. Tôi đã chịu đựng rất lâu rồi. Trang mù nẻng mới đúng. Trang mù nẻng là mẹ vợ. Trang mù nẻng chứ không phải mù nẻng. Trang mù nẻng là mẹ vợ. Tiểu ấm mà, tiếng Phúc Kiến nói là tiểu ấm mà. Tiểu ấm mà, mẹ vợ. Khan bù sàng có nghĩa là nhìn không có ưng ý. Mình nhìn một cái người nào đó, hoặc nhìn cái chiếc áo nào đó, nhìn một cái thứ gì đó, một cái vật gì đó, mà mình không ưng ý, mình không vừa ý của mình, gọi là khan bù sàng. Hảo, xào chi là nhỏ mọn. Xào chi. Anh rể gọi là chè phu. Chè phu, ha. Nhìn mình nhờ mấy ông ná y phụ trên chư. Phần sau chắc không có cái kiến nào không ạ? Không có đâu. Đi ra không có sao, không có bị phản. Thì cha con không có mặc đồ đi ra, không có được. Mình đang mở trực tiếp, không có được. Hả? Cô có dạy tiếng Lào không? Trời đất ơi. Vân ở Đài Loan thì đâu biết tiếng Lào đâu. Đài Loan đâu có dùng tiếng Lào đâu em. Hạt mắc ca. Hạt mắc ca là hạt gì em ơi? Hạt mắc ca là hạt gì? Khó tính. Cái tính mà khó tính kiểu như là lão bành cơ xin hình quay mạo nè. Ê, lão bành cơ xin hình bao trào. Tính rất là nóng nảy nè. Ê, cơ xin hình bao trào là tính nóng nảy. Cơ xin hình chỉ là nóng tính, muốn cái gì cũng gấp lẹ lẹ. Cơ xin hình quay mạo là rất là khó tính, cái gì cũng không chịu hết. Mấy ông xa chào. Nam bên hôm nay ở gì? Chưa biết mấy ông. Amidan. Nam bên nào? Nì bố nâng chích chào xin lại không? Amidan phải không? Biển tháo xiên. Biển tháo xiên. Biển tháo xiên yến. Ha. Hảo, em nào muốn nghe thành ngữ? Hóa tàu lào, xuế tàu lào. Học, sau kiểu như là Việt Nam. Việt Nam mình hay nói học nữa, học mãi đó. Sống tới già, học tới già. Bên này gọi là hóa tàu lào, xuế tàu lào. Rồi gì nữa? Ai u chỉ nhạo. Ai u chỉ nhạo này là thường nói yêu cả, yêu nhau, yêu cả đường đi đó. Ai u chỉ nhạo. Rồi gì nữa? Chuyển xin chuyển y, toàn tâm toàn ý. Chuyển xin chuyển y. Đa khai yển jie, mở mang tầm mắt. Đa khai. Đa khai yển jie. Đa khai yển jie là mở mang tầm mắt ha. Quốc thái min an. Ê, 直播是不能这样
Quang trên lại à? Ủa, trần có bị quan đeo à? Anh gấp à? Anh gấp cháu phù. Ủa cháu ở trên biên. Ừ, tại em đang ở Lào hả? Chị đang ở Đài Loan. Chị viết ra được không? Viết ra đây luôn hả? Trời ơi, chị cầm một tay, hôm nay chị không có cầm ăn cái kệ theo, có cái kệ mà chị đến trên xe mất tiêu rồi. Ừ. Hôm nay chị không có cầm sách vở gì theo để viết nha. Bởi hôm nào viết thì được, hôm nào về nhà chị về đã bắt đề viết. Hả? Rồi gì nữa? Sơn đoàn chú xoan y phủ, quá chứ tấn đi xoan y phủ, nè hãy cho em khăn sổ chi. Chú biết dùng bằng thù. Nì sao lại là, y phủ hay mê xoan. Chú bảo lưu y bảy. Phần chân nì xin xoan, xoan y phủ cho tôi là. Ok, mẹ. Ừ. Lì sang hoàng lại, có qua có lại, có tới có lui đó. Ừ, có qua có lại. Lì sang hoàng lại. Ủa bụi chứ ta. Nhưng cái bà bác khai là bà. Chú bảo, bà khai rồi. Hả, rồi gì nữa? Nông chào trần chúa. Có nghĩa là lợn lành trở thành lợn què đó. Nông chào trần chúa. Hả? Cô dùng ăn là bà ba lại, bà ba ăn cho hảo lợn. Tôi nếu thán chín. Đàn gãy tay châu. Tôi nếu thán chín. Thế có chú bậc trung ở bên này. Tô tô bố nâng lại ha. Y phú xoan hào sẽ nâng lại ha. Hãy dụ à, y phú bố sư nả hình tua mà. Rồi. Thẻ cô chú bậc trung bên này á, bữa anh xã chị nói rồi, cái thẻ cô chú bậc trung không phải ai cũng làm được và làm cũng mất tiền rất là nhiều. Thứ hai nữa, cái đó là phải ông chủ ông cho phép mình làm và mình đã có cái tay nghề nhất định. Cái đó là cái thẻ gọi là cái thẻ kỹ thuật tay nghề của mình. Ờ, trung tầng kỹ sư. Trung tầng kỹ sư chứng. Trung tầng kỹ sư chứng nha. Tôi có thể tin bạn được không? 我可以相信你吗? 我可以相信你吗? Tôi có thể tin bạn được không? Ừ. Chị đi đâu vậy? Chị đi xuống Vân Lâm tìm hai đứa con lớn của chị. Lâu rồi chưa đi thăm mấy đứa. Nhớ. Mà xin chồng mấy bữa nay. Tại vì xin mình xin rồi mình cần kêu con mình xin nữa. Tại vì biết sao? Mấy đứa nhỏ này nó cũng nhớ anh. Nó nói với ba nó là con nhớ. Nó nói con nhớ mấy anh quá. Con muốn đi thêm anh. Thì ba anh... Anh xã Vân ảnh sắp xếp 3 ngày nghỉ á, ảnh cho chở đi. Ừ. Giờ mới lúc nãy là thăm hai đứa xong rồi, bây giờ bọn mình khuya rồi mà 11 giờ bọn mình phải vô bóc khách sạn ngủ. Chứ không có ngủ nhà chồng trước được, đâu có về nhà chồng trước, đi xuống nhà chồng trước thăm con mà, đi với chồng hiện tại đâu có ngủ nhà người ta được. Mình phải ở khách sạn thôi. Hey, bậc trung mất nhiều tiền, chị nghe nói mất cả tháng lương đó em à, làm cái thẻ đó mất cả tháng lương đó. Ê, yểm mạnh. Yểm mạnh là yểm gì? Thường nói là ví dụ như là mình nói cái ngựa, cái số lượng đã đủ rồi á. Ờ, su liang yểm mạnh. Yểm mạnh có nghĩa là cái số lượng nó đã đầy rồi. Con chị đông rồi, nghỉ đông rồi, nghỉ rồi. Mấy đứa nó nghỉ hết trơn rồi. Ờ, chị viết vào phần comment được không ạ? Viết mấy cái thành ngữ vào á hả? Được. Nông xào trần chúa. Nông xào trần chúa. Cái từ này là gì? Lợn què trở thành lợn ấy đó. À, kiểu như là lợn lành mà trở thành lợn què gọi là nông xào trần chúa. Hoặc là tôi nếu thản chín đàn gãy tay châu. Tôi nếu thản chín đàn gãy tay châu. Ừ, rồi gì nữa? Ờ, chuyển xin chuyển y toàn tâm toàn ý. Chuyển xin chuyển y toàn tâm toàn ý. Ê, rồi gì nữa? Ờ, rồi gì nữa để chị coi coi. Mổ thủ chân chân. Ừ, cái này được. Có công mài sắt có ngày nên kim đó, có chí sẽ làm nên đó. Mổ, mổ này là mài. Mổ thủ chân chân. Mổ thủ chân chân. Mổ thủ là nào, cái thủ sinh sinh thủ.
幕布的橱吗？橙针，嗯，磨橱橙针，có nghĩa là mài cái chày để thành cái kim đó. Chạy lên chưa? 世外桃源，蓬莱丁感。Đâu rồi? Comment của em đâu rồi? À, bấm đại comment nào cũng được, khỏi cần bấm comment em ha. 世外桃源，蓬莱丁感。Đó, bồng lai tiên cảnh đó. Có người làm thẻ bậc trung 6 vạn đấy. Chị nghe lượng ra khá là cao. Có người 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn đều có hết. Nhưng mà chị nghĩ cái tay nghề này là em làm ra khỏi. Em làm ra phải có ông chủ, ông khắc định. Phải có công ty khắc định mình. Phải khắc định cái tay nghề của mình, chấp nhận tay nghề của mình thì em mới có thể có thẻ cư trú được. Cái đó làm nghe nói có thể làm được cái thẻ cư trú vĩnh viễn đó. Trên mạng chị có đọc thấy rồi. Nhưng mà cái tay nghề của em phải qua ông chủ, ông đồng ý, ông cấm, ông giám nghiệm rằng em là một nhân tài, ông cần giữ em ở lại Đài Loan thì em mới có thể làm cái đó với một cái giá rẻ được. Chứ còn mà em thi em đi làm á, nhiều lúc đắt tiền lắm á. Ừ. Trung thành. Trung thành là trung thành. Thoải mái gọi là su phủ. Su phủ. Xào giang phẩm, xào giang phẩm là một cái loại hàng mẫu nhỏ thôi. Ờ, xào giang phẩm. Chị cho em hỏi tết tay gọi là, bên này tết tay thì gọi là giáng lì của niên, giáng lì của niên. Ờ, chị ấy muốn học phồn thể nghiêm túc học theo kênh chị. Rồi, ok, muốn học thì cứ vào học thôi. Chị dạy trên này mỗi ngày, có mấy bữa nay chị đi chơi, chị thăm con, chị có dùng nói được thôi ha. Tối thì chị trả lời câu hỏi các em mình nói. Tại vì chị không có mang sách vở theo. Mang sách vở theo cũng không có thời gian để viết nữa. Mấy ngày đi chơi có 3 ngày à. À, sáng mốt là trưa mốt là về rồi. Ừ, cho nên là chị không có mang sách theo. Bù chỉ. Bù chỉ không chỉ như vậy đâu. À, người ta nói một tháng lương khoảng 3 vạn. Mình nói không chỉ như thế đâu. Bù chỉ sàn hoàn. Không chỉ là 3 vạn đâu. Bắt đầu từ đâu à? Em mới học thì nên bắt đầu từ lớp 1. Nếu như em chưa biết gì hết, phải bắt đầu từ lớp 1. Còn như mà em biết nhiều rồi á, thì em phải bắt đầu từ lớp 2. Hiện tại chị đang dạy lớp 2, học kỳ 2. Em phải bắt học từ đây nha. Ừ. Trên trên đông sao mà? Quay mình nhớ sao mà? Quay mình nhớ hồ của hoa mà? Có. Chân đà. Chân đà. Biển thảo thị yến. Sư sư ai hả? Hả? Biển thảo thị yến. Vim amadam nha. Biển thảo thị yến. Vim amadam đây. Lớp 1. Khi nào vậy? Tối 9 giờ thứ 3 đến thứ 6. Thứ 3 này thứ 3 buổi tối, tối thứ 3 có phát rồi. Tối 9 giờ phát trên kênh này, ở kênh fanpage nha. Tối 9 giờ giờ Đài Loan. Ừ, phát trên kênh fanpage. Im lên nè. Ờ, Vân chưa có tắm được, Vân còn ngồi nói chuyện với các bạn. Để ngồi đây để ha. Để tôi chụp thân y phụ hậu rồi ha. Ê. Hôm nay ngồi xe cũng phải 3 tiếng. Ngồi xe từ trên Tây Bắc xuống dưới đây phải 3 tiếng. Ê. Ngồi đây nghỉ ngơi. 9 giờ thứ 3 đến thứ 6. Thứ 7 Chủ nhật là phát buổi trưa. Thứ 7 Chủ nhật là bên đó là phát lúc 11 giờ trưa. Tại vì thứ 7 Chủ nhật phát buổi tối bên này rồi, cho nên bên kia không phát buổi tối nữa. Thứ 7 Chủ nhật đặc biệt, thứ 7 Chủ nhật sẽ phát buổi trưa. Ổn định gọi là quần tin. À, quần tin. Cảm ơn chị ạ. À. Ok em nè. Bằng nhau. Yang à. Thường thường nếu như to bằng nhau họ sẽ nói yang ta. To bằng nhau. Cao bằng nhau họ sẽ nói yang cao. Ừ. Còn thấp gần nhau thì họ nói yang ai. Ê, tuổi bằng nhau, niên chi yang. Đó bằng nhau ha. Tại sao xoan phản là y phục xoan phản là sen sen.
Đó. Tối thứ ba đến thứ sáu. Tối thứ ba thứ sáu phát 9 giờ tối giờ Đài Loan ha. Xian sinh là gọi tiên sinh chồng của mình. Một là ông tiên sinh, hai là chồng của mình. Xian sinh ha. Ê, rồi gì nữa? Yuan tan chứ nãy thiên nào bà bà. Hả? Qua nền tờ sửa hô mà. Yuan tan sư nó cờ nông cố lì qua nền tờ. Yuan tan là cố lì qua nền là cái ngày tất tay đó. Yuan tan cũng được. Mỗi ngày live mấy giờ? Nếu mà bên này hiện tại đang live lớp 2 kỳ 2 nha. Thì thứ bảy chủ nhật mới live tối như thế này thôi. Cứ bình thường là thứ hai được nghỉ một hôm. Thứ ba đến thứ sáu là live lúc 11 giờ trưa. Ở bên này hiện tại Văn nói đang bên này. Còn nếu mà bên fanpage bên Facebook á thì live lúc tối 9 giờ đến 11 giờ đêm thứ ba đến thứ sáu hàng tuần. Thứ bảy chủ nhật là phát buổi trưa vì bên này phát buổi tối nó bị đổi ngược live giờ giờ live ha. Diễn tàn chị cũng được. Hoặc là giảng ly của nền cũng được, Tết dương lịch cũng được ha. Chắc cảm mà. Cảm ơn chị. Ê, cách hỏi như thế nào bày em với? Cách chào hỏi hả? Nếu như mà em chào theo tiếng Trung phải không? Thì em nói ni hào, gặp bà gì? Ai ý hào, gặp ông bác, a bè hào, gặp ông chủ, lão ban hào, bà chủ, lão bình nhãn họ. Còn tiếng Phúc Kiến em sẽ nói thảo kê hơ, thảo kê ly hơ. Ê, thảo kê ly hơ có nghĩa là ông chủ chào ông chủ. Ê, thảo kê niệu ly hơ, bà chủ sẽ gọi là thảo kê niệu, thảo kê niệu ly hơ. Còn gặp ông kiểu như cỡ ông nội ông bác mình rồi đó, thì mình phải nói à con ly hơ, à ma ly hơ. Hoặc là thông thường gặp nhau bọn Vân thì sẽ không nói ly hơ đó. À con, à ma, đi tới sông xà, chà ba bồi. Đa phần họ sẽ chào nhau bằng cách chà ba bồi. À con à ma đi chà ba bồi. Bên này chào nhau vậy không? Họ ít nói ly hô lắm. Ly hô là chỉ dùng cho người lạ thôi. Người quen họ gặp nhau. Ê, à con, à ma chà ba bồi. Xú xú ai gì chà ba bồi. Gặp ở ngoài đường, mình đi ngoài đường mình cũng chào. Vân thường đi ngoài đường. Ví như hàng xóm của mình đi ra đi vô, mình quen không quen gì, chào riết cũng quen à. Giống như là cái khu Vân vừa mới dọn ở là cái khu trên Đài Bắc đó nha. Khu vực Đài Bắc nó không tình cảm giống như là bị khép kín vậy đó. Không có giống như vùng quê người ta chào nhau giống như Việt Nam mình vậy đó. Còn Đài Bắc không phải đâu. Nhiều lúc ở chung một cái dãy phòng vậy đó mà nhà người ta có chuyện gì không ai biết hết trơn. Nhiều lúc bốc mùi rồi mới biết được. Kiểu như là nhà ai nấy đóng hai cánh cửa luôn mà nhà ai mà nay nấy đóng ai nấy khóa cửa. Nhiều lúc đi ra gặp nhau chứ nhìn nhìn cái chứ không chào hỏi. Nhưng mà Vân kỳ lắm. Vân đi tới đâu cũng chào, cái khu đó Vân không quen nha. Mới đầu chào người ta không trả lời mình đâu, mà cứ chào. Gặp thấy bà gì thì mình nói ai dí lê hô. Thường thường mấy người lớn tuổi á, mình chào. Có nhiều người họ không chào lại nha. Họ gật 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 vậy thôi chứ không nói với mình gì hết. Còn có nhiều người thì sẽ rất là nhiệt tình. Ơ lê hô lê hô. Ê, khi mà mới gặp á, thì ai dí lê hô. Ê, chào lần đầu thôi, lần sau không có ai lê hô nữa. Lần sau ai dí chà ba bồi. Như thế. Lần sau sẽ không còn lê hô nữa. Chỉ có lần đầu thôi. Ai dí lê hô. Ê, cái bà kia bà gì đó bà sẽ nói ê đi tu bo lại chào, ê đi to chào, chè đi cày bê mà hỏi mình nhà mượn mua hả, à xì dòng cho hay là mướn. Ê, dòng cho thì ông bà sẽ hỏi ở đi cho đồ gì chứ kiên đi cho đồ gì, hỏi cái căn này bằng bằng mướn bao nhiêu. Thì lúc này mình bắt đầu bắt chuyện với nhau để nói hàng xóm, mà hàng xóm ở với nhau là đa phần có hàng xóm rồi này kia cũng vui hơn. Mà thông thường cuộc sống đầu nó vất vả lắm, mới đầu vô nhiều lúc Vân phơi quần áo bên ngoài người ta đâu cho đâu, người ta đi đi xuống nói với lầu nói với mấy ông bảo hiểm bảo vệ bảo kiểu như bảo vệ dưới kêu Vân đừng có phơi quần áo ngoài đó, cái hành lang để cho mấy người người ta coi phong cảnh ngắm cảnh chứ không cho Vân phơi quần áo. Vân nghĩ hành lang để phơi quần áo mà không cho phơi, thành ra là Vân phải phơi trên cửa sổ đó. Ăn sau lúc mà Vân like các bạn thấy ngoài cửa sổ đều có đó, Vân phơi ngoài cửa sổ. Thì ở trong đó là khu đó hầu như Vân thấy hỏi mọi người họ đi ra không ai chào ai chứ. Ở chung một dàn đó chỉ có gia đình Vân là nhiều chuyện nhất. Mấy đứa con Vân cũng vậy, Vân mắc nó và gặp người là phải chào. Ê, nó gặp, nó chào cái đối diện nhà. Hồi mới tới cái đối diện nhà có một cái cô nhân viên cô ở. Cô đâu ưa gì nhà mình đâu. Mà chào riết giờ là nói chuyện với nhau luôn. Chào riết giờ như nói chuyện luôn. Cô cũng chơi TikTok nè, cô cũng đông người lắm. Rồi lúc cô thấy mình like cô cũng vô cô cũng chào nữa.
Cho nên là người với người với nhau là do mình mở miệng mình chào. Cái lúc mới đầu chưa quen. À, li hô, li hô. Không biết gọi là như thế nào. Li hô. Còn sau này quen rồi, chà ba vời. Ê, đi với sông ba nào. Còn không thì bạn đi làm hả? Chứ bình thường sẽ không chào như đó nữa. Đã quen rồi sẽ không hỏi li hô nữa. Trực tiếp hỏi ăn no chưa? Chà ba vời. Chưa bảo là mẹ. Ăn no chưa đó là cái câu thường nói nhất Đài Loan. Hoặc là ở đi khi sông ba nào. Bạn đi làm hả? Nì chư sông ba mà. Bạn đi làm hả? Đi khi sông ba nào. Đó là những cái câu thường, cái cách thường hỏi nhất ở Đài Loan ha. Facebook của chị là gì? Em gõ cái chữ này lên trên đó để tìm nha. Cái kênh này với cái kênh kia giống nhau luôn á. Em gõ cái chữ này lên trên đó để tìm. Để chị ghim lên đây. Nó chỉ ghim được một phút thôi. Các em cố gắng nhìn nha. Mấy giờ là? Quá thẳng ra lì. Tận xa tha quan tân tha cho phá xong suy rồi. Không hui. Thân thiện. Hiền thì gọi là sàn liảng. Sàn liảng. Thân thiện thì gọi là dầu sàn. Nó quờ trên nã và tận xa. Dầu sàn. Ê, hảo. Sướng trưởng gọi là trưởng trọng. Trưởng trọng. Trưởng trọng. Ừ. Hảo, rồi gì nữa? Ê, chị cho em hỏi, con em 6 tuổi muốn học lớp 1 tiếng Trung. Vào lớp 1 tiếng Trung nói như thế nào? Con em 6 tuổi muốn vào lớp 1 hả? Ờ, 6 岁要读一年级. 我的小孩6岁读一年级. 哪有? 7岁哈? 8岁啊? 我没有讲你哦. 我9岁2年级. 啊, bên này người ta tính tuổi nha. Từ tháng 9 mẹ đang cào làm. Từ tháng 9 đổ lại tới tháng 1 á thì nó sẽ học lúc 6 tuổi, 7 tuổi. Ê, còn mà con của chúng ta mà nó sinh tháng 10, tháng 11, tháng 12 á, nhiều lúc nó sẽ học lúc 7, 8 tuổi. Ừ. Tính ra bé tôi tính ra 7 tuổi học, nó học 7 tuổi tại vì nó sinh cuối năm rồi. Lên lúc mà tháng 10, tháng 11, tháng 12 á là phải học 7 tuổi. Mà từ tháng 9 trở lại á học 6 tuổi. Ở bên này họ tính theo tháng. Ừ. 你幫我拿那個充電器快點,我快沒電了。二二，还有线，这里，帮妈妈拿下，打开，打开，打开。200. Hảo, em muốn học tiếng Trung để đi Singapore mà không biết tiếng Trung khó quá. Ở bên trên bên này chị về theo sách, em muốn học thì có bài cho em học hết. Nó nhỏ nhỏ thôi. Sợ sinh đi tiền. Cha sư, anh ấy nói là 1000 điểm. 1000 điểm. Anh lừa ai à? 1000 điểm. Anh ấy lừa chúng ta. Lừa người. Đúng vậy. Còn một cái. 盒子里面有电，那个电线盒。妈妈，哥哥他十二点，你不用信他了，他讲话，他讲话还要打折。打折？你讲的话还要打折，不打折怎么行？妈妈，你打多少？妈妈，你过来。我家在这里。妈，你过来。干嘛？妈妈，我还没洗澡。这里哦。不是啊，妈妈水把你调好了。我看到了。早上在看，现在很黑，看不到。ở ngoài kia nó có một cái vườn hoa nhỏ nhỏ ở ngoài nữa, có một cái vườn hoa. Ở trẻ mà còn vừa xinh vừa giỏi, xin cảm ơn. Ở trẻ mà còn ha. À. Rồi gì nữa? Lớp 2 thì học ngày nào vậy chị? Lớp 2 thì học bên này. Lớp 2 thì hiện tại học lớp 2 kỳ 2 rồi. Học từ lúc thứ 3 đến thứ 6, 11 giờ trưa hàng tuần. 11 giờ trưa nha. Thứ ba đến thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật là phát tối như thế này nè. Mấy bữa nay đi chơi cho nên không có học. Mấy bữa nay chị đi xuống với thăm con chị, cho nên chị chỉ có thể like trực tiếp. Khi chị rảnh xong rồi đó chị like trực tiếp, chị trả lời câu hỏi cho các em biết thôi ha. Em hâm mộ. Chị hâm mộ em. Dạ em cảm ơn chị. Đá trúng chân rồi phải không? Thi tao chậu là sư sư. Phai tao sổ. Xả xả mê. Hến xả. Chị ở Nghệ An hả? Chị ở Nghệ An à? Không, chị đâu phải ở Nghệ An. Chị ở Đồng Nai. Ê, gọi là sao ạ? Chào. Ừ, thường mình kêu con mình gọi, kêu ông, kêu bà. Chào. Chào rịnh à. Chào à con à. Chào à ma à. Ê, anh gọi tôi hả? Nì chào ồ mà. Ê, anh gọi tôi hả? Đi cả kêu ồ. Đi kêu ồ. Tiếng Phúc Kiến. Khi mà người ta nghe tới mình gọi người ta, người ta lên thôi. Ê, đi cả kiểu xì bò. Đi đi kiểu quà xì bò. Đi đi kiểu quà xì bò.
tiếng Trung là 你在叫我吗? 你在叫我吗? À. Chị ghim lại trang fanpage đi, em vào follow. Em ghim lại trang fanpage đi, em vào follow hả? Rồi chị ghim lại cho em nha. Em gõ cái chữ nó dính liền luôn, nó không có tách ra, nó là bốn chữ xào duyên sĩ thận bằng phiên âm tiếng Trung nha. Cái tên kênh của chị anh xã ghi bằng cái tiếng phiên âm. Đó, chị ghim lên đó. Đó. Chúc em luôn vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chị. Thứ ba đến thứ sáu 11 giờ trưa, em cảm ơn chị. Hey. 这边 11点半还没睡哦. 对啊, 11点半了, 差不多准备要睡了. Ừ. Rồi gì nữa? Tà trở là giảm giá. Tà trở, giảm cái giá đi. Khi mua đồ người ta nói dấu tà trở, có giảm giá. U pa chết. U pa chết, u pa bê chết. Có nghĩa là giảm 20%. Ừ. Hả? Nghe người ta nói chuyện nghe như vịt nghe sấm ấy. Cố gắng học đi em. Bên chị là chị dạy từ A đến Z, dạy từ bảng chữ cái, phát âm từng chữ, viết từng chữ, dạy ra từng chữ luôn. Em mà chỉ có chịu cố gắng ngồi học là em có bài nhiều lắm. Có nhiều người đã học cùng Vân, có nhiều anh chị học cùng Vân đã xét nghiệm ra thấy rằng rất là có ích luôn. Viết từng chữ một, giải nghĩa từng chữ một. Viết phiên âm đồ từng nét từng bút, Vân chỉ từng nét từng bút luôn á. Cho nên chỉ cần cố gắng học là ấy ha. Tại vì Vân là người ở Đài Loan, Vân là một cô gái Việt Nam gả qua Đài Loan 20 năm. Và Vân biết bản thân Vân cần gì, Vân biết Vân muốn học gì. Bản thân Vân rất là yêu thích tiếng Trung. Thứ hai nữa là Vân bắt buộc phải biết được tiếng Trung. Tại vì sao? Tại vì hiện tại Vân đã ở Đài Loan, Vân cần có chữ. Cần có chữ khi Vân đi ra ngoài, Vân muốn mình phải ký được giấy tờ, phải coi được những cái văn bản, phải ký được cái giấy tờ này giấy tờ kia. Dù lúc mình đi khám bệnh rồi này kia, mình đi gửi tiền, họ đưa cho mình những cái hợp đồng. Ví dụ mình muốn mua cái này mua cái kia, họ đưa cho mình những cái hợp đồng, mình cũng phải coi cho bằng được cái hợp đồng đó. Và mình cũng phải viết được cái địa chỉ nhà mình, viết được cái tên của mình cho đàng hoàng tử tế. Thì Vân biết bản thân mình cần gì, và Vân cũng muốn truyền đạt những cái Vân cần cho các bạn. Cho nên là Vân đã dạy từng bút từng nét theo như đó. Theo những cái ở trong trường người ta không dạy với các bạn như thế đâu. Người ta chỉ dạy cho các bạn những cái từ vựng thôi, chứ không có cả một bài văn như thế đâu. Cho nên là Vân chỉ cho các bạn cả một bài văn là tốt nhất, vì các bạn không có sách. Vân chỉ cho các bạn viết cả bài văn là các bạn viết xong cả bài văn đó, là cái bài văn ngày hôm đó các bạn đã có rồi. Hả? Bạn học một năm mà có thể học tới 2-3 bộ sách, thì 2-3 bộ sách đó tự bạn viết ra. Nếu bạn đừng có vứt nó đi, thì 2-3 bộ sách đó tự bạn viết ra hết, là bạn đều có bài từ A đến Z luôn. Và trong quá trình luyện từ bài văn, nó tốt ở cái chỗ là mình cấu trúc câu, hoặc là ngữ pháp câu, hoặc là cả một cái câu chuyện mình có từ đầu đến đuôi hết, là nó tốt nhất luôn, để mình có thể có xem lại. À. Đài Loan bây giờ 11:32. Ê, chị ơi, nói chuyện về chuyện được không? Cho em hỏi về hỏi đi em. Em muốn hỏi gì? Em thấy tiếng Trung khó quá à. Mới đầu thì khó, học đi là sẽ dễ à. Ghim cho em với, ghim gì em? Ghim cái bò bò hả? Để chị ghim cho. Qua bên này để hãy qua bên này bấm nút theo dõi cái kênh này để tối học trực tiếp nha. Qua đây cứ bấm nút theo dõi kênh này tối học trực tiếp. Em muốn biết để sắp xếp thời gian thì thời gian gì đó. Bên này là học lớp 2. Hiện tại live buổi trưa 11 giờ trưa. Học lớp 2, tung qua Mỹ Lì Mò. Ở bên này mình Việt Nam mình chửi vô ý thức, bên này thì nó nói Mỹ Lì Mò. Hảo. Thứ hai đến thứ hai được nghỉ, thứ ba đến thứ sáu học lúc 11 giờ trưa. Thứ bảy chủ nhật thì học buổi tối như thế này. Còn bên kia bên phở bò thì live lúc thứ ba đến thứ sáu là 9 giờ tối giờ Đài Loan nha. 9 giờ tối giờ Đài Loan, thứ bảy chủ nhật là live buổi trưa. Tại vì bên này live buổi tối, bên kia phải live buổi trưa, chứ hai thời gian đụng nhau Vân làm không có kịp. Ừ. Lão sư, 你好，可以帮我说这个主题吗？ 请问一下，你已经见过这件麻烦的事？ 请说一下，你已经见过一件麻烦的事。
你是说要怎么样？ 要翻成越南文吗？ 还是怎样？ Em muốn dịch nó thành Hưng, em muốn dịch nó thành tiếng Việt hay sao? Xin hỏi một chút, cho hỏi một chút. Bạn đã chen qua là nhìn thấy qua. Ý chen lượng từ của một việc gì đó. Mã phản sự là một cái chuyện phiền phức. Xin hỏi bạn đã từng thấy qua, chứng kiến qua, nhìn thấy qua một cái chuyện phiền phức gì chưa? Ha? Em muốn học thêm tiếng Hoa thì cùng học thêm mà. Chị ở Facebook có lưu lại video lớp 1 có. Mỗi ngày chị trực tiếp chị đều có lưu lại video từ A đến Z luôn. Từ bài 1 luôn ha. Rồi gì nữa? Ni tần chào. Mày đợi đấy. Ni tần chào. Rồi tôi làm không kịp. Wǒ lái bù jǐ zuò. Wǒ gǎn bù shàng. Hợp tác lao động làm sao có được quốc tịch? Không được. Em hợp tác lao động làm gì có quốc tịch bên này? Nói chuyện như chơi. Ở bên này người ta là phải, em phải là có công có sức đồ bên này. Như bọn chị lấy chồng qua bên này, làm gì không công sức, sanh con cháu cho người ta, có nối dõi tông đường đàng hoàng. Mình tạo ra một công sức mình mới được quyền ở đây. Chứ còn lao động là em lấy lương, người ta làm mướn em, người ta trả lương, người ta đâu có tính cho em có quốc tịch được. Không có quốc tịch được đâu. Trừ phi em lấy vợ bên này, lấy chồng bên này. Em đóng góp phần như là em sanh con cháu cho người ta bên này. Em kiểu như mình là một người vợ, một người phụ nữ của bên này. Chăm sóc gia đình chồng, chăm sóc con cái đồ mới có được. Chứ đâu dễ đâu em. Chị khỏe không? Chị Kim em ơi. Chị khỏe không? Chị Kim em ơi là sao ạ? Lại bố chị. Rồi gì nữa? Dùng tiếng Trung để nói về chủ đề này ạ. Và lại bố chị chua. Facebook của chị là gì? Sinh rồi. Bố giao chơi gia. Gia mẹ mẹ cầm ạ. Bố khởi. Nhi thầm đi chứ tao thay cho xa mẹ. Nhi hãy gia tha. Nhi chứ cực cơ bố hợp ạ. Cho bố nâng chua. Dạ em cảm ơn chị. Facebook của chị là gì? Nãy chị ghim đời mà. Nãy chị ghim rồi mà. Chị ghim rồi mà. Đây nè. Đây. Đó chị ghim trên chữ đó trên đó đây em. Em không nhìn thấy. Đó chị ghim lên rồi đó. Ồ khôn chinh này. Ồ bây giờ xào hải chữ bố giao lại. Ồ mồm. Em muốn kết bạn Facebook với chị. Em bấm cái nút đó, cái chữ chị đang ghim ở đây nè. Đó, cái chữ đang ghim 42 giây đang chạy đó. Em bấm vào đó. Không phải bấm vào đó. Bấm cái chữ đó lên trên mục tìm kiếm là tìm thấy nha. Có cách nào cải thiện khả năng giao tiếp không? Mình nghe dở thì mình có chịu khó coi phim nhiều. Mình nói chưa được, chưa rành thì chịu khó nói nhiều. Tìm cách để nói nhiều ra, kể chuyện, nói chuyện với người ta nhiều ra. Hoặc đọc những câu chuyện, đọc tranh, đọc chuyện đồ đó. Đọc lớn ra thì chúng ta nghe thấy, chúng ta mới cải thiện được ha. Rồi như là viết đồ chưa được thì hãy viết nhiều ra mới được nha. Cố gắng rất là nhiều luôn, cái gì cũng được hết. Sợ phát âm sai là thua. Phải học tiếng Trung là đừng sợ sai mới thắng được. Đừng sợ sai, sợ sai là thua. Phải đừng sợ sai mới được nha. Học lâu rồi không dám nói, đừng có sợ không dám nói. Em càng không dám nói là em càng học không được. Là cứ đứng yên tại chỗ hoài. Cứ cố gắng nói đi là sẽ ra hết. Phản dân, mình hỏi ông chủ. Ông chủ ổng thường hỏi mình hoặc mình nói chuyện với một ai đó. Anh Chuyên, mẹ đâu biết đâu. Con có đem xuống không? Con hỏi mẹ. Con coi cái bịch đó sao con hỏi mẹ. Nếu như mà muốn nói ai em đã gặp qua một cái tình trạng nào phiền phức chưa? Thì 你有见过某一件事? ,你有见过某一件麻烦的事了吗? Thường hỏi người ta xin số. Mà thường thường á, mình ở ngoài mình gặp người ta mình hỏi cái này đâu có được. Đúng không? Ở ngoài mình gặp ai, người nào mà thân thiết với mình
hoặc là nhiều khi ông chủ ông phỏng vấn nhân viên của ông, ông mới có thể nói cái việc này. Chứ bình thường mà em đi kêu người ta chỉ muốn như xa nỉ chín chén của ý chén mã phản tờ sư rồi mà, trừ phi là bạn của mình hay là chồng của mình, còn không ông chủ ông phỏng vấn phòng nhân viên mấy ông mấy thanh ta, ông chủ ông phỏng vấn phòng nhân viên mới được nói như thế. Chứ mình đi hỏi người ta nỉ chén của một ý chén mã phản tờ sư rồi mà, nhiều lúc cái phải coi hợp tình hợp lý mới nói được ha. Bạn đã từng thấy qua một cái chuyện phiền phức gì chưa? Thì mình gặp bạn của mình trò chuyện với họ xong mình nói nị dụ chen cua mỗi chen mã phản tật sư là mà, thì người kia sẽ nói với bạn ở của chen cua hay sự của mấy chen cua. Rú của tha mấy chen cua thật hoa thật con đi số thật của mấy chen cua. Rú của tha dụ chen cua thật con đi số ở của dụ. Rán hồ thôi cao su nị. Tha chen cua mỗi chen sự. Tha con đi số sầm mơ sư sầm mơ sư. Răng nị chuyên léo chị. Hả? Hả? Em muốn kết bạn với chị mà tìm không thấy hả? Em không nhìn thấy. Tại sao? Học lâu rồi, ngại không dám nói, phải cố gắng nói nha. Không nói toàn bị quên, càng không nói càng quên. Cái gì càng xài thì nó càng nhớ, cái gì càng làm thì nó càng giỏi. Nó y chang mình học nghề vậy đó. Cái gì mình càng làm thì mình càng giỏi, càng làm càng có kinh nghiệm. Viết chữ cũng vậy, mới đầu viết không đẹp, càng viết càng có kinh nghiệm. Càng viết về sau này, về sau cái tự nhiên có cái kinh nghiệm về cái nét viết đó, càng viết càng đẹp. Không ai giỏi hơn ai hết, chỉ có ai luyện tập nhiều hơn ai thôi. Càng viết thì càng có kinh nghiệm, y chang mình đang thực tập làm một cái việc gì đó luôn. Chị ơi, em muốn học tiếng Trung với chị, follow kênh để học thôi. Bấm vào nút follow để mỗi ngày được học. Mỗi ngày khi mà coi lên bài là đều có tính toán cho bạn biết, báo cho bạn biết nha. Còn ai mà muốn học bên kênh fanpage thì qua bên kênh fanpage để mà bên đó là bấm nút theo dõi chứ không có follow. Bên đó không có cái chữ follow. Bên đó có bấm, bên này có cái chữ follow, bên kia là bấm nút theo dõi. Bấm nút theo dõi để mà học thôi ha. Tờ hoa, cái từ tờ hoa này. Ví dụ tin má mà tờ hoa, nghe lời của mẹ. Ai mà nói với mình tin tha tờ hoa là nghe lời của bạn ấy đi. Xin lão bạn tờ khoa, nghe lời của ông chủ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái tờ khoa mà dùng trong ơn trước, bạn nghe cái chữ rú của. Rú của tờ khoa, nó là nằm trong cái cấu trúc nếu thì. Rú của nếu thiên của tờ khoa, jīn tiān zhù bù huì zhe yǎng le. Nếu như bạn nghe tôi thì hôm nay đã không như vậy rồi. Nó nằm trong cấu trúc nếu thì, nó cũng có chữ tờ khoa ha. Rú của nǐ yào qù tờ khoa, nà càng kuài qù huān yī fú a. Nếu như mà bạn muốn đi thì nhanh chóng đi mà thay quần áo đi. Ê, nó nằm trong cấu trúc nếu thì nha. Còn không, thiên lão bàn tờ khoa, nghe lời ông chủ. Rủ của tờ khoa, đúng rồi, nó là cấu trúc nếu thì. Còn thiên sĩ tờ khoa, nghe lời ai đó, thì nó lại mang nghĩa thiên, nghe lời của ai đó. Ha, nghe lời của ai đó. Em muốn học tiếng Trung mà không biết bắt đầu từ đâu. Nếu chưa có cái kiến thức nào hết thì chúng ta học từ vỡ lòng lớp 1 đi lên. Nếu như ta đã biết sơ sơ và biết thuộc bảng chữ cái rồi thì ta học lớp 2 đi lên. Dạ, như vậy ha. Bốc cháy gọi là cháo hùa. Cháo hùa là bốc cháy rồi. Mấy hồ là. Mấy hồ là. Cảo xeo. Hey, trang của chị không có kết bạn, chỉ có theo dõi. Đúng rồi, trang của chị đấy. Trang fanpage chỉ có theo dõi thôi chứ không kết bạn được. Ừ. Rồi gì nữa? Bút xóa. Em chưa từng học chị à, chưa từng học gì, học lớp 1 lên nha. Qua fanpage học. Qua fanpage, qua gõ fanpage gõ cái này học lớp 1. Lại thay sao lên, bố giáo qua lại. Bố giáo qua lại chân đâu rồi là. Xuyên. Cô chú na bên. Hảo lệ. Cái đấy chẳng bị mà lệ. Tại mấy sư bà ba chẳng sẽ thiên, bà chẳng bù thiên. Chân sư đờ. Nó đi cầm khuất xuê. Mình thêm báo bù xì lại chứ bù nâng chú hoàn lô. Mình thêm tay tay cực cơ chú chú hoàn, nó cầm khuất xuê ơ. Nó sợ ba nó trừ điểm lắm. Tụi mấy đứa này làm việc nhà, ba kêu làm việc nhà để mà cộng điểm. Cộng điểm nếu mà muốn mua cái gì là phải tự mình đi làm việc nhà, xếp quần áo nè. Bởi vì tụi xếp quần áo tụi nó mới giành nhau đó.
xếp quần áo rồi lau nhà rồi là phụ làm là ba cộng điểm cho, rồi muốn mua đồ chơi cái gì học mua bút mua này mua kia, muốn mua gì là ba cộng điểm cho mua, chứ ổng đâu có để cho nó muốn mua gì là nó mua đâu. Ổng phải cho nó tự học hỏi, tự làm việc đồ này kia. Bút xóa gọi là gì? Bút xóa mà cái loại dán băng keo xóa, dán băng keo xóa thì cái đó là ly khờ tay. Còn cái loại bút xóa bằng nước ly khờ bãi. Ly khờ bãi, ly khờ tay. Ba trước ba chồng khó tánh lắm á, ba chồng gì khó lắm, cho nên anh xã Vân là coi như được dạy dỗ đàng hoàng. Trước ba làm bên ngành điện lực á, ba làm trong trong gì, trong bộ, trong cái dỗ trụ. Dấu chị là bên Việt Nam mình gọi là bưu điện đó. Ba vẫn khó lắm. Mới ban đầu vô ba sợ. Hồi trước mấy người bạn, bạn gái của anh là ba người bạn gái luôn á. Ông có ba người bạn gái mà người Đài Loan vô nhà sợ ba lắm. Sợ rồi đâu ai dám đi theo ổng đâu. Có Vân, Vân kiểu như Vân cũng sợ. Nhưng mà Vân trải qua kiểu như cuộc đời mình đã trải qua, mẹ Vân cũng khó lắm nè. Bà nội Vân hồi xưa khó ơi là khó, con dâu không ai ở với bà nội luôn á. Cho nên là những người này, những hoàn cảnh này Vân đã thấy qua rồi. Thì mình chỉ biết được cái điểm của họ là gì. Họ muốn mình làm việc, họ không muốn mình ngồi không. Mình chịu làm việc là họ sẽ nhìn, họ nhìn một thời gian rồi họ biết được, rồi họ sẽ thương mình. Có như vậy thôi à. Chứ họ khó, đúng thật là họ khó được. Từ trong lời nói, từ trong cách ăn ở luôn, khó dữ lắm. Cho nên anh xã Vân là ảnh mỗi lần mà Vân hỏi hôm nay quần áo ai xếp là con gái Vân nó đều giành trước. Tại vì hiện tại nó đang gom 100 điểm. Nó đang gom 100 điểm, mỗi lần xếp đồ vậy là được 2 điểm. Gom 100 điểm để nó mua cái gì đó đó. Cho nên nó đang cố gắng, mỗi lần mà nói quần áo là nó kêu mẹ để quần áo để dành cho con xếp. Hai anh em còn giành nhau nữa mà. Đợi hôm qua trước khi xuống đây là ba nó hỏi con muốn mua cái gì, thì nói cho ba nó nghe. Ba nói muốn cộng điểm nhanh không? Nó nói muốn. Vậy đi lau nhà, đi xếp quần áo, để nó chạy đi lau nhà, đi xếp quần áo. Hảo. Giảng thể dành cho ai học vậy chị? Giảng thể dành cho người Trung Quốc, phồn thể dành cho người Đài Loan. Nó khác ở con chữ thôi, cách đọc như nhau. Cách đọc đều thông hết. Con chữ của Đài Loan phức tạp hơn vì nhiều nét hơn ha. Hảo, nhiều chỗ đi, nhiều nơi không. Đi nhiều chỗ, đi nhiều chỗ, 我去过很多地方. Tôi đã đi qua rất nhiều chỗ. Hãy dụ hình tua tì phong mấy chư qua. Còn rất nhiều chỗ chưa đi qua, còn rất nhiều nơi chưa đi qua. Hãy dụ hình tua tì phong mấy chư qua. Ha. Rồi. Em học mà phát âm không chuẩn, phải cố gắng nói. Phải cố gắng nói mỗi ngày mới phát âm chuẩn được. Chị lấy chồng bên này lâu chưa? 20 năm rồi ạ. Hai em lấy chồng bên này 20 năm rồi. Tôi nếu thản chỉnh. Đàn gãy tay châu nha. Gọi điện thoại không nghe. Tiên hoa phụ thôn. Đúng rồi. Tiên hoa phụ thôn là không ai nhắc máy, không ai nghe hết. Nhưng ta hãy chỉ huy chàng duyên ảnh hoa mà. Ủa nữ ở thôi. Chỉ có con gái biết thôi à. Hảo. Chỉ có con gái biết. Tại vì con gái nó ở với Vân từ nhỏ đến lớn. Bé trai ở với ông nội mới lên thôi. Hảo, vừa hãy bả thật bao cua chư. Chiều này cho trẻ đó Vân à. Chiều này rất hay cho trẻ đúng á. Ảnh biết mà. Tự nhiên ổng có học qua tâm lý. Ổng có học qua tâm lý cho nên ổng biết. Em theo dõi chị bắt đầu từ nào trước? Em muốn học lớp 1 hay lớp 2? Bên này chị đang live trực tiếp phát lớp 2. Ừ, học lớp 2. Bên này là live lớp 2. Nếu mà em muốn học lớp 1 thì em bấm qua cái kênh fanpage á. Bấm qua cái kênh fanpage y chang cái kênh tin này luôn. Sáng nay chị có không có live đúng không? Em đợi không thấy. Đúng rồi, sáng nay là lúc trưa chị đang dọn đồ 12 giờ. 11 giờ là sáng dậy chuẩn bị đồ đạc xong, 12 giờ anh đi lấy xe chở xe về là mẹ con rồi lên xe. Ở trên xe là bắt đầu kiểu như là anh lái xe một mình sợ anh buồn ngủ á. Tại vì ngồi một người lái xe mà ngồi một mình buồn ngủ dữ lắm. Cho nên là Vân ngồi kế bên với ổng, mà ngồi kế bên like không có được. Kế bên like ăn trước cái đèn nó chạy á, cái like nó không có được vững, không có tốt. Vậy
Mai thứ hai nè. Vậy mai thứ hai không có like. Thường thường nghỉ thứ hai nha. Hai kênh Vân đều nghỉ thứ hai hết. Ngày mai không có like. Ngày mốt 9 giờ like. Ngày mốt 9 giờ Vân like. 11 9 giờ Vân đã ở Đài Bắc rồi. Hả? Trước giờ em chưa từng học. Rồi 11 vô học thử thì biết nha. Ai chưa từng học vô 11 vô học thử nha. Ê, các bạn mà học chung với Vân đều rất là ghiền luôn. Mỗi ngày chờ bài học. Còn các bạn nào chưa học, cứ học một thời gian đi mới biết được. Nói chung học với Vân là cực lắm á. Phải viết chữ mỗi ngày. Viết từng chữ, giải nghĩa từng chữ ha. Viết từng chữ, đọc từng cái phát âm bên Trung á, bên Đài Loan. Bên Đài Loan, đây, mình hiện tại Đài Loan, nói ra Đài Loan đi. Đài Loan là học hai thứ. Một là cái chữ phát âm, chữ bơ phơ mơ, đúng không? Một hàng bơ phơ mơ phải viết ra, một hàng chữ viết riêng ra. Phiên âm với bơ phơ mơ không có giống, cái chữ với bơ phơ mơ không có giống nhau, nhưng mà nhờ cái bơ phơ mơ đó phát âm nó chuẩn mới biết được cái chữ Hán bên này đọc làm sao. Ừ, nên là quan trọng lắm, phải học hai thứ, cực dữ lắm á. Nhưng mà các bạn nào mà chịu học là ok, có chữ nghĩa đàng hoàng nhá. Hảo. Yes, ok. 21 này chị thi cái gì em? 27 tháng 1. Thi gì em? Thi cái gì? Qua Facebook học hả chị? Nếu mà ai chưa có học lớp 1 qua Facebook học. Ai chưa học lớp 1 qua Facebook. Hiện tại Facebook đang dạy lớp 1. Facebook đang dạy lớp 1. Còn ai mà đã có kiến thức, có performer rồi sẵn, học lớp 2. Bên này dạy lớp 2. Ê, coi học bên nào nha. Học chịu cực được, chịu khổ được thì chỉ sợ học. Đúng rồi. Không sợ, không nhớ đâu. Tại vì sao? Chứng chỉ tiếng Trung á hả? 21 này thay thi bằng chứng chỉ tiếng Trung. Bên này không có thi. Nếu mà làm giấy chứng minh là bọn chị thi rồi. Hồi trước chị làm giấy chứng minh chị cũng thi bằng giấy luôn. Chị ghi thi bằng chữ luôn. Thi bằng chữ đánh dấu. Lấy tờ giấy, chị không có thi bằng miệng. Có, nó có nhiều cách thi. Thứ nhất là thi bằng miệng, thứ hai thi bằng bằng viết. Thứ ba là thi 72 tiếng, học 72 tiếng để lấy bằng. Còn cái bằng bên này nếu mà đi học tiếng Trung, bên này cũng nói ra nó cũng không có thi gì hết. Phải đi học mỗi ngày và tích lũy với cái bằng khen của mình thôi. Qua Facebook vào trang nào? Vào trang này ạ. Gõ cái trang này lên trên mục tìm kiếm là sẽ thấy. Gõ trang này lên mục tìm kiếm nha. Chỉ đi học thôi bạn à. Ừ, bên này đa phần ít thi lắm. Đi học bổ túc là đi học thôi chứ không có. Chứng chỉ tiếng Trung không phải thi. Chứng chỉ tiếng Trung để làm gì ta? Để lấy cái bằng để sau này đi làm phiên dịch đó hả? Đây Vân Ghim lên đây nè nha. Vân Ghim cái tên kênh dính liền vậy đó. Bốn chữ xào diễn sự thẳng gom dính liền. Cái đó để làm gì? Cái đó để bấm qua bên fanpage để tìm kênh nha. Thi cái bằng chứng chỉ để sau này bạn có thể đi làm phiên dịch đúng không? Ừ, Vân không có đi thi cái đó. Tại Vân không có mục đích đi vô trong đó cho nên Vân không có cần thi. Đợt vừa rồi Vân đã thi cái bằng làm giáo viên Việt Nam ở bên Đài Loan thi rồi. Vân đã từng thi rồi. Và Vân nghĩ Vân lấy bằng rồi Vân cũng không đi thi. Vân nói với anh xã Vân em không có đi dạy đâu. Anh xã nói không sao, em thi ra em lấy cái bằng em để đó được rồi. Đi dạy hay không là tùy em. Tại lúc đó Vân đã dạy bên này rồi. Lúc mà đang Vân đi thi lấy cái bằng làm giáo viên Việt Nam á, để dạy tiếng Việt ở bên Đài, dạy trong trường luôn nha. Dạy tiếng Việt ở bên Đài này là lúc đó Vân không có muốn đi, nhưng mà anh xã hy vọng Vân đi. Thì Vân đi cho ảnh vui thôi. Rồi Vân lấy cái bằng ra, Vân cũng nói em không có đi dạy đâu. Tại hiện tại em đã làm 2-3 kênh như thế này, em cũng rất là mệt rồi. Em không còn thời gian để đi dạy như thế nữa. Mà em còn phải đi đưa con, đón con mỗi ngày. Em làm như vậy em không có làm được. Thì anh nói thôi, thì em không muốn đi thì thôi, tùy em. Thi em, anh hy vọng em thi lấy cái bằng ra thôi, chứ còn em đi làm hay không đi làm nó là tùy. Cho nên là Vân nói thẳng Vân không có đi. Em cũng theo cô học luôn hả? Hey, cô ấy với chứng chỉ tiếng Trung để nâng cấp thẻ cư trú vĩnh viễn ấy. À, cái đó đi vô trong trường học học đi. Vô trong trường học học 72 tiếng là có hả? Là có cái bằng đó hả? Ai đi làm giấy chứng minh cũng được, cũng vậy đó. Đi vào trường bổ túc tối 9 giờ, 7 giờ đến 9 giờ. Em tới cổng tháng qua Tết này là đi báo danh được nè. Qua Tết em tới cái cổng bảo vệ của cái trường tiểu học gần nhà em nhất.
Em tới đó em đăng ký học 72 tiếng thôi là lấy được cái bằng chứng chỉ rồi. Cái đó dễ mà. Còn nếu như mà em đã biết tiếng sơ sơ, em tới cái phòng hộ tịch đó, hu zhen shi hu shuo, em nói 我要考试, 要办 证件用的, 我要考国语. Nếu như mà em phải biết chữ mới được nha. Đi thi cái đó là em phải biết chữ. Người ta đưa cho em cuốn sách 200 câu, em phải đem cuốn sách 200 câu đó về, em coi cho thuộc 200 câu đó, để rồi em có thể đi thi được nha. Hồi đó là chị thi không à, chứ chị không có đi học 72 tiếng. Hồi đó má chồng làm gì cho chị đi học 72 tiếng đâu. Trời đất ơi, bà lấy chồng con gái Việt Nam về mà bà giữ như là cái gì á, tối không cho đi ra đường, hoặc là đi tìm người Việt Nam này kia chơi, bà cũng không cho. Bà canh giữ dữ lắm, bà sợ là mình đi ra ngoài bị người ta lừa đi á, mất con dâu, kiểu như con dâu, kiểu như là bà dùng tiền để mua qua không chừng á. Trung xuế, sân su. Trung xuế sân su, xuế nào đi à? Sau xin à? Nhau cân ba chưa? Thay dầu tài là chính lại. Hẳn lần thì mình mới ở trong ngoài thảo. Thay dưới lỗ xa châu yên ở gì đà. Sổ, ưu xuyên được. Ưu xuyên được sổ. Thay dưới lỗ, bố giáo sổ. Sổ tầng xa bác ba xong bù lại. Xá xả mê. Chị dạy anh like mỗi ngày luôn nha. Nếu nó như kiểu thi HK bên Trung á chị à, ở bên này em đi thi, nếu mà đi thi cái đó em có thể vào trong trường học đăng ký thi được ha. Trường học có thể khỏi cần thi, học thôi, học 72 tiếng là được, khỏi cần thi. Học 72 tiếng là có cái bằng đó rồi. Vô tầng nói chuyện với các cụ rồi về, đúng rồi, đi vô trong đó nói chuyện với các cụ đa phần nhiều, tại vì trong trường đa phần dạy dạy thì ít chứ trò chuyện với các cụ thì nhiều. Học 72 tiếng nhanh mà, 72 tiếng qua là có cái bằng rồi, đâu có áp lực gì đâu, không thể có cái áp lực gì hết. Vào trong trường xin học là có bằng rồi. Cô dạy từ mấy giờ? Thứ ba đến thứ sáu. Bên này dạy 11 giờ trưa, lớp 2 kỳ 2 rồi. Tại vẫn dạy ở đây lâu, vẫn ngồi đây lâu rồi mà. Hiện tại bên này đã học lớp 2 kỳ 2, hồi trước học nhiều sách lắm. Mà lớp 1 á, học thành ngữ rồi này kia, lớp bên này chưa có cuốn thành ngữ ra nữa. Còn thứ bảy chủ nhật là dạy buổi tối. Còn bạn nào mà muốn học từ lớp 1 đi lên thì vào fanpage. Hiện tại fanpage đang phát trực tiếp dạy lớp 1. Coi bạn nào muốn học lớp 1 thì qua fanpage. Hiện tại bạn nào đã biết chữ sơ sơ thì học bên này. Em muốn theo cô học thì đăng ký như thế nào? Cứ follow kênh để nhận được báo cáo là được rồi. Ai muốn học cứ bấm nút follow để mỗi ngày mình vào đây học cho thầy dễ thấy bài ha. Và chị đăng video đều em có thể thấy được hết. Xu xe châu là. Xu xe châu là. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Nhanh. Em chưa biết gì hết, vậy là em học từ lớp 1 lên. Em vào cái kênh này. Học từ lớp 1 lên nha, bấm cái nút này lên trên kênh fan và tìm lớp 1. Chị ghim lên đó cho em đó. Bấm cái đó lên tìm lớp 1 nha. Chưa biết gì hết, ai chưa biết gì hết có cái nút Vân Đường vừa ghim cái màn đen đen mỏng mỏng đó đó. Bấm vào đó để học lớp 1 nha. Cái gì? Thôi được rồi, đi ngủ đi cô ơi, ông ơi. Đi. Phải bù dông xà chào là. Xu xe chào. Bù dông xa chào là. Xu xe chào. Nó con trai vậy chứ, nó nhõng nhẽo vậy đó. Mô mô thổ đi. Em nào cũng muốn rờ đầu hết á. Đi ngủ là phải rờ đầu, thoải mái nó ngủ. Tối nó nằm xuống nó bắt mẹ nó rờ đầu, rờ nào ngủ thì nào cũng hay luôn. Đúng rồi, cái tên đó đó. Muốn học thì chữ rồi sao chị? Viết chữ, viết bài văn nguyên cái câu chuyện của người ta viết ra luôn. Vừa viết, vừa dịch ra tiếng Việt. Vừa phát âm từng chữ luôn, từ A đến Z nha. Rồi đi ngủ đi, 12 giờ, Vân mắt Vân mở hết lên rồi nè. Vân chưa tắm nữa. Chúc gia đình mình ngủ ngon nha. Ngày mai nếu mà, ngày mai được nghỉ mà đúng không? Mai được nghỉ mà Vân có buồn buồn thì Vân lên trò chuyện với mọi người ha. Xin chúc gia đình mình ngủ ngon nha. Mà muốn trò chuyện cũng phải hơn 9 giờ Vân mới lên được. Tại mai biết mà gặp các con đi chơi một bữa.
ăn cơm cùng các con, đi đây mua đó, mua sắm, vòng vòng chơi. Có đi đâu thì Vân lưu video cho mọi người xem thôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.